Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 139. Dương Bách Xuyên hỏi về tình hình cơ bản hiện tại của tu chân giới từ chuột yêu, đã hơn 70 năm kể từ khi hắn rời đi. Nhưng theo tiểu chuột yêu nói, sau khi hắn rời đi 30 năm ma tộc đã hồi sinh, cũng tức là 40 năm trước. Nghĩa là ma tộc đã gây họa cho tu chân giới suốt 40 năm. Mặc dù có một số cao thủ từ đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới đến tu chân giới để giúp đỡ, nhưng ma tộc vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, điều này cũng cho thấy ma tộc mạnh mẽ và khó tiêu diệt đến mức nào. Mặc dù ma tộc đã bị đuổi ra khỏi biên giới chín tinh cương của tu chân giới và tiến vào vùng rìa hoang dã, nhưng cũng chính vì điều này mà ma tộc phân tán ra khắp các phương hướng, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể quấy rối biên giới chín tinh cương của tu chân giới, ngược lại không tiêu diệt được ma tộc và người tu ma. Trở thành một rắc rối lớn. Mấu chốt là theo ý của chuột yêu, đại ma vương Vu Minh Tuyển chiến đấu với cao thủ đảo Tán Tiên và tiểu yêu giới, sau khi song phương chịu tổn thất liền biến mất, rất có thể, bọn họ đang ẩn nấp ở đâu đó. Dương Bách Xuyên lo lắng nhất là đại ma vương Vu Minh Tuyển, bởi vì hắn biết lão ma đầu này không phải là sinh vật đến từ tu chân giới, mà là một ma hồn bị trấn áp ở tu chân giới, gã đến từ tiên giới. Theo lời của sư phụ nói, ma hồn của Vu Minh Tuyển vẫn là một linh hồn phân liệt, lúc trước chỉ một ma hồn hắn đã không thể đối phó, sư phụ ra tay cũng để ma hồn trốn thoát, nếu sau ngày tìm thấy phần ma hồn còn lại để dung hợp thì sẽ trở thành chân ma. Lúc rời đi, Dương Bách Xuyên lo lắng lão ma đầu này sẽ báo thù, quả nhiên gã đã báo thù, may mắn vân môn tiên cảnh phòng thủ không tệ, lôi vực ngàn vạn lý xung quanh chính là một cái lá chắn tự nhiên. Cộng với thú vân lôi quốc bảo và nhiều cao thủ phi thăng cảnh, cuối cùng đã chống đỡ được lão ma đầu, nếu không để lão ma đầu xông vào vân môn tiên cảnh thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Dương Bách Xuyên đã bí mật hạ quyết tâm sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để tìm kiếm ma đầu khi hắn quay lại lần này, và tiêu diệt gã để loại bỏ những rắc rối trong tương lai. Tất nhiên, so với lão ma đầu Vu Minh Tuyền, Dương Bách Xuyên hoàn toàn thất vọng về những thánh địa lớn trong tu chân giới sau khi nghe chuột yêu nói. Một số thánh địa lớn rõ ràng đã thành lập liên minh chu ma, nhưng khi vân môn tiên cảnh bị tấn công bởi ma tộc do lão quỷ Vu Minh Tuyền lãnh đạo, họ đã không giúp đỡ. Điều này khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng càng thêm căm hận. May mắn thay, vân môn được xây dựng trên dãy núi Vân Lôi, có trường sấm sét tự nhiên làm rào chắn, ngoài ra còn có rất nhiều cao thủ có khả năng chống lại lão ma đầu Vu Minh Tuyền. Nhưng nếu không chống đỡ nổi thì sao? Tim Dương Bách Xuyên đập thình thịch, chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã toát mồ hôi lạnh. Đều là tồn tại cấp bậc thánh địa trong tu chân giới, mấy thánh địa khác không chỉ không phái người đến mà sau đó còn có tán tiên không biết xấu hổ đến yêu cầu vân môn phái tất cả đại yêu gia nhập liên minh cùng diệt ma. Không biết xấu hổ như vậy, khiến Dương Bách Xuyên sinh ra sát ý to lớn. Danh sách đen sau khi hắn trở về sẽ đặt tên tán tiên này lên đầu tiên. Thứ hai là mấy thánh địa lớn kia. Điều đáng ngạc nhiên là không có ai đến giúp đỡ vân môn. Lão ma đầu Vu Minh Tuyền đã tấn công vân môn được 10 ngày, dù có xa đến đâu bọn họ đều có thể đến dãy núi Vân Lôi kịp, nhưng bọn họ đã không làm. Điều này khiến Dương Bách Xuyên lạnh lẽo. Trong số 9 thánh địa lớn ban đầu của tu chân giới, thánh địa của Vạn Linh đã bị hắn phá hủy, U Linh Chi Đô cũng bị phá hủy. Còn lại một ít thánh địa, bao gồm núi Thiên Kiếm, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông, bọn họ là kẻ thù, tuy nhiên, bọn họ đã bị đại yêu do hắn dẫn đầu trấn áp, thần phục vân môn tiên cảnh, nhưng hắn cũng biết ba thánh địa này miệng phục tâm không phục. Theo lời tiểu chuột yêu nói, tán tiên đến vân môn diễu võ dương oai đến từ núi Thiên Kiếm. Mấy thánh địa khác cũng có tán tiên rời núi đến tọa trấn. Ngay cả Thông Tiên Cung, Trường Sinh Điện, Hoàng Triều Hiên Viên và thánh địa Đao Chủng cũng không xuất hiện, đây chính là điều khiến Dương Bách Xuyên đau lòng. Cuối cùng hắn cũng hiểu rằng nếu muốn sống sót trong tu chân giới, hắn vẫn phải dựa vào chính mình và môn phái của mình, ngoại trừ điều đó ra, bất kỳ môn phái nào cũng không đáng tin cậy. Các ngươi có thể tiếp tục ở lại đây, nếu có ma tộc có tin tức gì, nhanh chóng báo cáo. Dương Bách Xuyên phất tay ra lệnh cho chuột yêu rời đi, đợi trở về sẽ tra rõ chi tiết. Bất cứ ai dám ức hiếp người thân và đệ tử của hắn, dù là ma tộc hay nhân tộc cũng đều sẽ bị trừng phạt. Bây giờ hắn có sức mạnh và sự tự tin này. Hắn đang ở phi thăng cảnh trung kỳ, bên cạnh còn có tiên sủng chân chính là châu thần ngũ sắc, còn có. Hắn sờ sờ sau tai, nở nụ cười. Tán tiên đã bắt nạt người thân và đệ tử của hắn khi hắn đi vắng, quả thực là không biết xấu hổ. Tiểu yêu xin lui, chuột yêu chui xuống đất rời đi,
mặt đất trở lại như cũ. Tên Cà Lâm, chúng ta cũng đi thôi. Tương đương Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Châu Thần Ngũ Sắc. Trước kia hắn bị mấy thánh địa bức bách, đa số trường hợp không có lựa chọn nào khác ngoài đi vào thông đạo ngầm dưới lòng đất của chuột yêu, nhưng bây giờ hắn đã bay công khai, không còn lo lắng bị người từ thánh địa uy hiếp nữa. Đương nhiên, hiện tại thánh địa vẫn mời người từ đảo Tán Tiên tới, nhưng hắn không sợ. Hắn cũng không vội tìm mấy đại thánh địa tính sổ, hiện tại hắn cần phải đến Vân Môn tiên cảnh trước, sắp xếp cho đám người Âu Dương Ngọc Thanh vào Vân Môn, rồi đi xem mấy người khác mới có thể yên tâm. Sau khi dịch chuyển nhiều lần, hắn và Châu Thần Ngũ Sắc xuất hiện bên ngoài dãy núi Vân Lôi. Vân Lôi Sơn địa ngàn dặm là kết giới phòng ngự tốt nhất của Vân Môn, có thể ngăn cách tâm thức, còn có lôi điện phòng ngự. Vân Môn nằm ở chỗ sâu nhất trong núi, có một trận pháp lớn, có thú Vân Lôi Quốc bảo khống chế sức mạnh lôi điện, nếu không phải cường giả, muốn tiến vào dãy núi Vân Lôi cũng vô cùng khó khăn. Nhìn thấy những tia chớp thỉnh thoảng lóe lên trong mây và sương mù, Dương Bách Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng vừa động, hắn thi triển một chú ngữ, trong mây mù hiện ra một dấu vết, Dương Bách Xuyên gọi Châu Thần Ngũ Sắc bước vào dấu vết, sau khi bọn họ tiến vào mây mù, dấu vết lại trở về như cũ. Đây là một trận pháp cải tiến ban đầu được nghiên cứu và cải tiến bởi thú Vân Lôi Quốc Bảo, Dương Bách Xuyên nắm giữ bí pháp ra vào tự do, mỗi đệ tử của Vân Môn Tiên Cảnh cũng có ma pháp tương ứng để tiến vào. Có thể nói, sức mạnh sấm sét của toàn bộ dãy núi Vân Lôi bây giờ sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Sau khi tiến vào, Dương Bách Xuyên cũng không có vội vã đến Vân Môn Tiên Cảnh mà chuẩn bị tuần tra bốn phía, xem chung quanh núi Vân Lôi có ma tộc hay không. Suy cho cùng, dãy núi Vân Lôi hàng ngàn dặm quá lớn. Một giờ sau, Dương Bách Xuyên đi khắp dãy núi Vân Lôi, phía đông nam và phía tây, ngoại trừ phần phía bắc. Hắn nghĩ đến việc tuần tra theo hướng đông nam, tây bắc và mọi hướng để đến được trung tâm. Ba phía đông nam tây đều không phát hiện dị thường, hắn vốn tưởng rằng phương bắc còn lại cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi đặt chân tới phương bắc, hắn thật sự phát hiện ra một vấn đề. Rầm rầm. Sấm sét đang gầm lên ở phía bắc dãy núi Vân Lôi, nơi dày đặc hơn những nơi khác, Dương Bách Xuyên, người quen thuộc với các hình thái sấm sét của dãy núi Vân Lôi, biết rằng ở phía bắc có điều gì đó bất thường khi nhìn thấy tình huống này. Hắn nheo mắt lại, đi về phía một nơi có sấm sét dày đặc. Quả nhiên hắn đoán không sai, nơi đó quả nhiên có người. Nói chính xác thì là ma tộc. Sau khi xuyên qua mây mù, hắn nhìn thấy hai người đang đối đầu với nhau. Một già một trẻ, một đen một trắng. Người đàn ông 60 tuổi bị bao quanh bởi một luồng ma khí. Đối diện hắn là một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi, mặc đồ trắng. Nhìn luồng khí cuồng bạo xung quanh, vừa rồi hai người vừa đánh nhau, nhưng bây giờ đã dừng lại và đối đầu với nhau. Dương Bách Xuyên ẩn nấp trong mây mù, linh thức cô lập ở đây, cho dù lúc này hắn xuất hiện cách hai người 30 mét, hắn cũng không lo lắng bị phát hiện. Hai người này một người là yêu tu. Người còn lại rõ ràng là một gã tán tiên với chân nguyên thuần khiết, khí tức cường đại, Dương Bách Xuyên nhận thức được người này vẫn là một tán tiên cấp 3, nhưng bốn vầng sáng lóe lên có thể là nhìn thấy phía sau đầu hắn ta. Liên quan đến tán tiên, sư phụ là người hiểu rõ nhất, hắn nhớ ông từng nói, tán tiên cấp 3 tương đương với người tu chân phi thăng cảnh. Trong tu chân giới, phi thăng cảnh là đỉnh cao, giới hạn của thiên đạo là đỉnh cao của phi thăng cảnh, vượt qua phi thăng cảnh thì sẽ phi thăng lên tiên giới. Bởi vì thiên đạo không cho phép sự tồn tại vượt qua phi thăng cảnh tồn tại ở tu chân giới. Tán tiên này trông giống như cấp 3, nhưng phía sau lại có 4 vầng sáng, chứng minh đối phương là tán tiên cấp 4, nhưng do sự áp chế của cảnh giới, tán tiên cấp 4 không được phép tồn tại ở tu chân giới. Một khi mở ra cảnh giới bậc 4, đối với tán tiên chỉ có 2 kết quả. Một là triệu hồi tán tiên thiên kiếp, hai là phi thăng tiên giới. Nếu không thăng tiên giới, chờ đợi chính là bị thiên kiếp chém chết, pháp tắc thiên đạo không nhân từ, vượt qua phi thăng cảnh mà còn ở lại tu chân giới, thiên đạo sẽ không cho phép kẻ đó tồn tại. Rất nhiều tán tiên vì mỗi ngàn năm độ kiếp tán tiên một lần mà không dám phi thăng lên tiên giới, bởi vì độ thiên kiếp tán tiên ở tiên giới còn đáng sợ gấp nhiều lần ở tu chân giới, cho nên rất nhiều tán tiên chỉ dám dừng lại ở tu chân giới, hoặc tránh né ở đảo tán tiên, từ từ tu luyện chờ độ kiếp tán tiên ngàn năm một lần. Cho nên Dương Bách Xuyên xác định thanh niên mặc đồ trắng là tán tiên tứ chuyển. Trong lúc hắn đang thầm chú ý thì nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Thanh niên mặc đồ trắng nói, không ngờ ngươi lại có thực lực ngang với tán tiên tứ chuyển, xem ra thuộc hạ của ma vương Vu Minh Tuyền vẫn có vài người tạm được, nhưng hôm nay bổn tọa không đến đánh nhau với ngươi,
mà đến hợp tác với ngươi, không biết nên xưng hô thế nào. Hừ, một tán tiên nói muốn hợp tác với một tu sĩ ma tộc, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Lão giả ma tộc lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng thanh niên tán tiên cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói, nếu chúng ta có cùng mục tiêu là vân môn tiên cảnh thì sao? Lão gia ma tộc sửng sốt, sau đó cười to, sao lão ta lại không biết sự dơ bẩn giữa người tu chân với nhau chứ? Nói, xem ra chúng ta có thể hợp tác, nói đi, hợp tác thế nào? Còn có ngươi là ai, tại sao ta phải tin ngươi? Thanh niên tán tiên bật cười, không cần nghi ngờ bổn tọa, nếu bổn tọa có thể tìm được ngươi, hơn nữa không có người dẫn đến, chỉ đi một mình cũng đủ để chứng minh thành ý. Hơn nữa bổn tọa không nhàm chán đến mức đi nói chuyện với một ma tộc. Nói đến cùng chủ nhân vân môn tiên cảnh Dương Bách Xuyên có thù oán với bổn tọa cũng biết Dương Bách Xuyên liên tục phá hỏng chuyện tốt của Vu Minh Tuyền, cho nên ta mới nói chúng ta có chung kẻ địch. Lần này ngươi đến dãy núi Vân Lôi, ở lại hơn nửa tháng, dám nói không phải mưu đồ vân môn tiên cảnh sao? Thanh niên tán tiên nói. Sau đó nói tiếp, bổn tọa thấy có vẻ ngươi đang nghiên cứu cách phá giải đại trận dãy núi Vân Lôi đúng không? Làm thế nào mới có thể đi vào vân môn tiên cảnh, ha ha. Lần trước Vu Minh Tuyền dẫn theo các ngươi tấn công vân môn tiên cảnh đã lọt vào trung tâm của Vân Lôi, tổn thất nặng nề, thất bại trở về. Lần trước Vu Minh Tuyền dùng pháp lực mang các ngươi đến cánh cửa vân môn tiên cảnh đúng không, bằng không sao các ngươi có thể đi vào sâu trong dãy núi Vân Lôi. Nói đến cùng vấn đề lớn nhất làm khó các ngươi chính là lôi đình trên dãy núi Vân Lôi. Bổn tọa nghĩ ngươi xuất hiện ở đây, chắc chắn do Vu Minh Tuyền phái đến nghiên cứu đại trận dãy núi Vân Lôi. Muốn tấn công vân môn tiên cảnh lần hai đúng không? Đúng thì sao? Lão giả ma tộc lạnh lùng nói. Thanh niên tán tiên liếc nhìn lão giả ma tộc, biết chính mình đoán đúng rồi, quả nhiên Vu Minh Tuyền muốn tấn công vân môn tiên cảnh lần hai. Hắn ta biết một ít ân oán giữa ma đầu Vu Minh Tuyền với Dương Bách Xuyên, Vu Minh Tuyền liên tục thất bại trong tay Dương Bách Xuyên. Ma tộc là kẻ mang thù nhất, sợ rằng Vu Minh Tuyền hận Dương Bách Xuyên nhất, nghe nói hiện tại Dương Bách Xuyên đi ra ngoài vài thập niên chưa về. Đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt vân môn. Nhưng vân môn tiên cảnh có cái chắn thiên nhiên của dãy núi Vân Lôi, hơn nữa sau khi đại trận phong núi, muốn tấn công vân môn tiên cảnh trong lúc Dương Bách Xuyên không ở rất khó khăn. Lôi điện ngăn cản ma tộc, phá không được đại trận lôi điện của vân môn tiên cảnh nên thanh niên tán tiên này đoán lão giả ma tộc đi đến dãy núi Vân Lôi để tìm kiếm sơ hở phá giải đại trận Vân Lôi. Thanh niên tán tiên có âm mưu riêng của mình, cho nên mới tìm đến ma tộc này. Tất nhiên chính ma coi nhau như nước với lửa, sau khi gặp mặt đánh một trận, ước lượng thực lực của lão giả ma tộc, lúc này mới bắt đầu đối thoại. Nếu các ngươi muốn tấn công vân môn, chúng ta có thể hợp tác, trợ giúp các ngươi phá vỡ đại trận lôi điện, ta có cách phá trận. Thanh niên tán tiên nói. Nghe vậy hai mắt lão giả ma tộc sáng rực, nhìn chằm chằm thanh niên tán tiên, muốn nhìn ra gì đó trong mắt hắn ta, nhưng phát hiện đối phương không hề dao động, nhìn cũng không giống như đang nói đùa. Một lúc sau, lão giả ma tộc nói, lão Phu là Thù Bá, một trong tứ đại kim cương dưới trướng ma vương Vu Minh Tuyền đại nhân, cảm thấy rất hứng thú với những gì ngươi nói, nhưng ngươi vẫn chưa nói làm cách nào để lão Phu tin ngươi. Nạp Lan Ngự Phong đảo tán tiên, trưởng lão đời trước của Thánh Địa Vạn Linh, ngươi biết Dương Bách Xuyên tiêu diệt Thánh Địa Vạn Linh, cho nên ngươi đã tin bổn tọa chưa, hơn nữa bổn tọa chỉ giúp ngươi mở ra đại trận lôi điện của vân môn tiên cảnh, còn chuyện tiêu diệt vân môn. Ta sẽ không tham gia. Thanh niên tán tiên tự xưng là Nạp Lan Ngự Phong nói. Ha ha, chỉ bằng các hạ còn mở không ra lôi điện vân môn đúng không? Lão giả ma tộc tên Thù Bá híp mắt nói. Nạp Lan Ngự Phong cười nói, đại trận lôi điện vân môn tiên cảnh rất mạnh, nhưng nếu bổn tọa nói cho ngươi còn có một vị đến từ tiểu yêu giới thì sao? Nói thật cho ngươi biết, bổn tọa và vị tiểu yêu giới kia đều là tán tiên tứ chuyển, nếu chúng ta dùng toàn lực cộng thêm một ít thủ đoạn. Phá hủy đại trận lôi điện không phải việc khó. Thù Bá truy vấn, tại sao người của tiểu yêu giới lại liên thủ với ngươi? Nạp Lan Ngự Phong im lặng một lúc, dường như đang cân nhắc gì đó, sau đó nói, đã nói đến đây rồi ta cũng không ngại nói cho ngươi, trên thực tế vị tiểu yêu giới kia có quan hệ với U Linh Chi Đô, ngoài ra tán tiên đứng sau Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông đều muốn tiêu diệt vân môn tiên cảnh. Bởi vì Dương Bách Xuyên có thù oán với mấy nhà này, hơn nữa Dương Bách Xuyên đã thu nạp yêu tộc đang dần dần trở thành thế lực đứng đầu tu chân giới, nếu để mặc nó phát triển tiếp, tu sĩ chúng ta sẽ càng không xong, cho nên đại nhân vật trên đảo tán tiên muốn xóa sổ vân môn,
nhưng đều là chính đạo không tiện ra tay, có thể mượn tay ma tộc tiêu diệt vân môn tiên cảnh, sao lại không làm? Thù Bá trầm tư suy nghĩ, ông ta biết thù hận giữa mấy thánh địa với Dương Bách Xuyên, có lẽ có thể tin lời của Nạp Lan Ngự Phong, cũng không phải không có khả năng liên hợp với mấy nhà này phá vỡ đại trận lôi điện vân môn tiên cảnh. Nghĩ một lúc, Thù Bá nói, ta yêu cầu xin chỉ thị của Ma Vương Đại Nhân. Tùy ý, Nạp Lan Ngự Phong cười nói. Thù Bá đi sang một bên đánh pháp quyết, giữa trán hiện lên khắc văn bộ xương khô, hai tròng mắt trống rỗng. Nạp Lan Ngự Phong biết đây là bí pháp liên lạc của ma tộc, Thù Bá đang xin chỉ thị của đại ma đầu Vu Minh Tuyền, hắn ta cũng không nóng nảy, đừng chờ một bên. Vài phút sau, Thù Bá chấn động, hai mắt tỉnh táo, nhìn về phía Nạp Lan Ngự Phong, nói, nếu 10 ngày sau các ngươi có thể mở đại trận vân môn tiên cảnh, chúng ta sẽ tiêu diệt vân môn. Vừa rồi ông ta kể lại tình huống với Ma Vương Đại Nhân, Vu Minh Tuyền đã đồng ý, đây là sự dơ bẩn của người tu chân nhân tộc. Nạp Lan Ngự Phong cười nói, được, 10 ngày sau chúng ta sẽ giúp các ngươi phá vỡ đại trận vân môn. Một ma tộc và một tán tiên đạt thành hiệp nghị, đường ai nấy đi. Dương Bách Xuyên trốn trong vân môn nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Liếc nhìn lão giả ma tộc, Dương Bách Xuyên nhìn sang chỗ khác, nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngự Phong, sau đó đuổi theo chuẩn bị xử lý tên tán tiên này. Dãy núi Vân Lôi ngăn cách thần thức, là sân nhà của Dương Bách Xuyên, hắn đi theo Nạp Lan Ngự Phong, hắn ta cũng không phát hiện được. Nạp Lan Ngự Phong khởi động lôi điện trên dãy núi Vân Lôi, lôi điện không ngừng đánh xuống người hắn ta nhưng không tạo thành thương tổn gì, dùng tốc độ nhanh như tia chớp đi về phía ngoại giới. Chỉ trong một giây, Nạp Lan Ngự Phong đã cách xa dãy núi Vân Lôi mấy vạn dặm, sắp đến bên ngoài, Dương Bách Xuyên vẫn luôn tìm cơ hội. Lúc Nạp Lan Ngự Phong thả chậm tốc độ, Dương Bách Xuyên chuẩn bị ra tay. Nhưng đúng lúc này, hắn phát hiện trong mấy mù có tia chớp lóe lên, Dương Bách Xuyên dừng lại, hắn biết lại có người xuất hiện. Quả nhiên ngay sau đó vài bóng người xuất hiện. Một người trong đó nói, Nạp Lan đạo hữu có thuận lợi không? Tất cả nằm trong khống chế. Nạp Lan Ngự Phong cười nói. Dương Bách Xuyên định ra tay với Nạp Lan Ngự Phong, nhưng không ngờ lại xuất hiện thêm vài người, hơn nữa nghe có vẻ đều biết Nạp Lan Ngự Phong đi làm gì. Nghe thấy bọn họ nói chuyện, Dương Bách Xuyên lại không nóng nảy, hắn muốn nghe xem bọn họ định làm gì, cũng muốn xem đây là những ai. Ma đạo xảo quyệt, không thể sơ suất. Ta cảm giác cách làm này không hợp với chính đạo, nếu lúc này khai chiến, cho dù thành công, nhưng chẳng phải ngày tháng sau này sẽ đại loạn, mất nhiều hơn được. Dương Bách Xuyên nghe thấy hai người nói chuyện, cũng nhìn thấy thêm 6 người đi ra từ mây mù, tổng tất cả có 7 người, bao gồm cả Nạp Lan Ngự Phong. Có nam có nữ, dường như hơi thở của một người trong đó không phải tán tiên, ngược lại mang theo chút yêu khí, không quá nồng. Nạp Lan Ngự Phong gần giọng nói, người của Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên không đến sao. Một mỹ phụ thở dài nói, 7 người chúng ta lần lượt là đại diện cho Thông Tiên Cung, Thánh Địa Đao Chủng, Thiên Kiếm Sơn, Thánh Địa Vạn Linh, Thần Phù Linh Tông, Bách Luyện Sơn Trang, mặc dù hai vị kia đại biểu cho Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên, nhưng đều có quan hệ sâu rộng với Dương Bách Xuyên, sao có thể đến? Người nói là Tán Tiên Lăng Duyệt đến từ Thông Tiên Cung, trong lúc nói chuyện ánh mắt nàng ta tràn ngập phức tạp. Hừ, bọn họ lòng dạ đàn bà, so với việc có thể tiêu diệt ma tộc, chút hy sinh này chẳng là gì cả. Nạp Lan Ngự Phong mắng. Cũng tốt, bọn họ không đến cũng tốt, trong lòng bổn cung cũng bớt một phần áy náy. Lăng Duyệt Thông Tiên Cung nói. Lúc này một người trung niên không phải tán tiên duy nhất trong số những người ở đây, nhưng hơi thở lại không hề kém những người còn lại lên tiếng, bọn họ không đến, chúng ta cũng làm được việc. Vì có thể tiêu diệt đại ma vương Vu Minh Tuyền và đám thuộc hạ của chúng, hy sinh một vân môn thu nạp yêu tộc thì sao chứ? Một tông môn nho nhỏ lại dám xưng là tiên cảnh, cũng không sợ loét miệng, tiêu diệt là đúng, dám diệt U Linh Chi Đô, không biết sống chết, nếu tên tiểu tặc Dương Bách Xuyên kia ở, bổn tọa sẽ nghiền nát hắn thành cho. Người này là huyết mạch giả đến từ tiểu yêu giới, nửa người nửa yêu Thiên Lang Chân Quân, cũng là chỗ dựa của U Linh Chi Đô, cho nên hắn ta và Nạp Lan Ngự Phong là những người hận Dương Bách Xuyên nhất. Lần này chính hắn ta và Nạp Lan Ngự Phong đã đưa ra ý nghĩ cấu kết ma tộc tiêu diệt vân môn. Nhưng Thiên Lang Chân Quân nói đúng, ta sẽ phá vỡ đại trận lôi điện cho ma tộc, đến lúc đó đại ma vương Vu Minh Tuyền sẽ xuất hiện, đồng thời các tu ma phân bố khắp tu chân giới cũng sẽ tụ lại bên lão ma, sau đó tấn công vân môn tiên cảnh. Sau khi bọn họ xóa sổ vân môn, chúng ta sẽ bày ra thiên la địa võng bắt hết đám ma tộc này. Tán tiên tam chuyển,
sau lưng đeo một thanh kiếm, người của Thiên Kiếm Sơn lên tiếng, rất đồng ý với ý định của Nạp Lan Ngự Phong và Thiên Lang Chân Quân. Đúng vậy, cho dù Vân Môn diệt vong cũng do ma tộc ra tay, liên quan gì đến chúng ta? Lăng Duyệt Cung Chủ không cần lo lắng, Tán Tiên Bách Luyện Sơn Trang, Chân Đan Tử cũng lên tiếng. Đúng vậy, không loại bỏ đám yêu nghiệt Vân Môn, sẽ có ngày bọn họ uy hiếp đến tu sĩ đạo thống chúng ta có nghĩa vụ trừ yêu diệt ma. Đúng vậy. Vài vị còn lại cũng bày tỏ lập trường của mình. Vậy chúng ta sẽ trở về chuẩn bị, 10 ngày sau sẽ công phá đại trận lôi điện của Vân Môn, chờ ma tộc ra tay. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên cực kỳ tối tăm, hắn nghe rành rọt không sót chữ nào vào tai. Sát ý ngập trời, hiện tại hắn hiểu ra, thì ra vì tiêu diệt ma tộc, đám tán tiên chính đạo kia không tiếc hy sinh Vân Môn tiên cảnh. Nhưng hắn cũng biết rõ những người này kiêng kỵ Vân Môn tiên cảnh. Sự tồn tại của những đại yêu kia đã uy hiếp đến địa vị đạo thống của bọn họ nên mới thiết kế ra âm mưu ác độc như vậy. Trước kia nói tán tiên trên đảo tán tiên và huyết mạch giả tiểu yêu giới không dễ dàng rời núi, có rất nhiều hạn chế, nhưng ma tộc bùng nổ ở tu chân giới làm hai nơi này thuận thế xông ra, đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng điều làm Dương Bách Xuyên tức giận nhất chính là tán tiên đứng sau thông tiên cung và thánh địa đao chủng cũng trộn lẫn vào chuyện này, còn lấy lý do hy sinh Vân Môn tiên cảnh để tiêu diệt ma tộc. Đờ mờ tương đương. Cuối cùng hắn cũng thấy rõ bộ mặt thật của đám gọi là chính đạo kia. Tất nhiên hắn không vơ đũa cả tán tiên đứng sau Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên. Dương Bách Xuyên cảm thấy vui mừng vì điều này, hoạn nạn thấy rõ bản, Trường Sinh Điện và Hoàng Triều Hiên Viên đã thể hiện rõ điểm này. Nhìn bảy người lần lượt rời đi, mặc dù Dương Bách Xuyên nắm chặt tay, sát ý ngập trời, nhưng không ngăn cản, không phải hắn đánh không lại, mà là hắn có ý khác hay hơn. Nếu đám khốn nạn các ngươi có thể tính kế Vân Môn tiên cảnh, vậy thì Dương Bách Xuyên này sẽ để cho các ngươi tính kế. Đến lúc đó xem ai tính kế ai. Bọn họ tính kế ngươi, ngươi còn để bọn họ rời đi. Châu Thần Ngũ Sắc không nhịn được lên tiếng. Không đáng, nếu đã biết sự vô sỉ của đám âm độc kia, ta sẽ chờ bọn họ đến tính kế. Lần này không chém giết sạch sẽ bọn họ, ta không tên Dương Bách Xuyên, đi thôi, chúng ta trở về. Dương Bách Xuyên híp mắt. Xoay người trở về dãy núi Vân Lôi. Vân Môn tiên cảnh, Dương Bách Xuyên ngồi ở đại điện. Toàn Vân Môn đều biết chuyện hắn trở về. Biết sớm nhất là thú Vân Lôi quốc bảo bảo vệ đại trận, nó là thần thú bảo hộ của đại trận nên có thể cảm ứng được đầu tiên, toàn bộ Vân Môn tiên cảnh cũng chỉ có Dương Bách Xuyên mới có thể tùy ra vào trung tâm đại trận. Sau khi Dương Bách Xuyên xuất hiện đã thả Âu Dương Ngọc Thanh và con trai Dương Tinh Phó, Đoàn Đoàn Viên Viên, con gái Âu Dương Nhạc Nhạc, cháu ngoại Tiểu Mạn Mạn cùng với Mai Tỷ và đám đệ tử Vân Môn ra khỏi không gian hồ Càn Khôn. Người nhà đoàn tụ không thể thiếu phát tiết cảm xúc, sau khi hoãn lại cảm xúc, Dương Bách Xuyên bảo Triệu Nam mang mọi người đi dàn xếp, nhưng để lại nhân viên mà Xuyên Môn chủ muốn, dò hỏi chuyện xảy ra trong Vân Môn tiên cảnh. Không khác lời kể của Tiểu Chuột Yêu mấy, ma tộc giết một phần yêu binh mà hắn tản ra ở tu chân giới, nhưng sức chiến đấu cấp cao thì không bị tổn hại. Hắn cũng kể lại chuyện bảy tán tiên đứng sau các thánh địa cấu kết với ma tộc muốn tiêu diệt Vân Môn làm người của Vân Môn chấn động mạnh. Năm đó lúc ma tộc tấn công Vân Môn tiên cảnh cũng đã thể hiện rõ sự cường đại của bọn họ, nếu không có quốc bảo thú Vân Lôi, có đại trận phòng ngự ngăn cản, năm đó là phúc hay họa rất khó nói. Hơn nữa mọi người biết rõ đám người trên đảo tán tiên đều là tán tiên tứ chuyển, có thể sánh ngang với tiên nhân, tất cả đều vô cùng lo lắng. Dựa theo thực lực hiện tại của Vân Môn tiên cảnh không sợ đối đầu với bất cứ phi thăng cảnh nào, thậm chí mấy thánh địa lớn liên hợp tấn công cũng không hề sợ, bọn họ có thực lực trấn áp. Nhưng chỉ giới hạn trong cấp bậc phi thăng, nếu đụng phải cường giả như tán tiên tứ chuyển, không ai có thể nắm chắc. Sự chênh lệch giữa tán tiên tứ chuyển và phi thăng cảnh giống như thiên địa. Dương Bách Xuyên lên tiếng, mọi người không cần lo lắng, tán tiên tứ chuyển mà thôi, ta còn có năng lực ứng phó. Hơn nữa tên cả lăm kia là tiên nhân chân chính, những tán tiên tứ chuyển cần áp chế tu vi kia không thể so được với nó, lần này chúng ta phải để những kẻ dám tính kế Vân Môn tiên cảnh hối hận cả đời. Dương Bách Xuyên nói xong, mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, lúc này mới phát hiện trong đại điện có một con dị thú hai sừng mập như lợn đang nằm bò. Nghe ý của thánh chủ Dương Bách Xuyên, thứ này có thể sánh ngang với tiên nhân. Mập như vậy, thật sự là tiên thú. Mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ về điều này, nhưng mọi người cũng biết Dương Bách Xuyên cũng sẽ không lừa gạt mấy chuyện như này. Châu Thần Ngũ Sắc đang lười biếng nằm trong một góc đại điện nghe thấy Dương Bách Xuyên khen nó, lập tức trở nên hưng phấn.
Châu thần ngũ sắc hùng hục bò dậy, lập tức phóng ra khí tức toàn thân. Uy áp của tiên thú như núi tức thì lấp đầy cả đại điện. Nhất thời khiến cho rất nhiều thiên yêu cấp bậc phi thăng cảnh bất giác run rẩy. Ánh mắt mọi người nhìn châu thần ngũ sắc đều thay đổi. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, châu thần ngũ sắc cảm thấy lâng lâng, đắc ý nói, các ngươi yên tâm, bản tiên dư sức đối phó với mấy tán tiên. Dương Bách Xuyên suýt bật cười, nhưng cũng không nói toạc ra là châu thần ngũ sắc khoác lác. Đúng là nó có thể đối phó với một hai người, nhưng đối phó với bảy tán tiên tú chuyển thì chỉ là khoác lác. Nhưng hắn cũng không trông cậy hoàn toàn vào châu thần ngũ sắc. Hắn nói với mọi người như vậy là để cổ vũ tinh thần, tiếp thêm lòng tin cho mọi người chuẩn bị chiến đấu mà thôi. Chỗ dựa thật sự của hắn không phải châu thần ngũ sắc, mà là ba sợi lông khỉ sau tai, đây mới là thứ giúp hắn tự tin. Lục Nhĩ Mi Hầu đã đáp ứng hắn ba điều kiện, chỉ cần hắn triệu hoán thì Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ xuất hiện. Song Dương Bách Xuyên cũng không dám khẳng định đến lúc đó mình sử dụng lông khỉ triệu hoán, liệu Lục Nhĩ Mi Hầu có chạy tới hay không. Nhưng hẳn là không có vấn đề, tồn tại cấp bậc tiên vương không phải trò đùa. Còn có Phong Tiên nữa, tất cả đều là hậu thuẫn. Mặc dù Phong Tiên và Lục Nhĩ Mi Hầu đều bị rớt cảnh giới xuống cùng cấp bậc với châu thần ngũ sắc, nhưng ý chí và thủ đoạn của cấp bậc tiên vương không giảm, châu thần ngũ sắc hoàn toàn không thể so được. Đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện, Dương Bách Xuyên sẽ sử dụng ba sợi lông khỉ. Tuy nhiên, không phải cực kỳ bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng đến Lục Nhĩ Mi Hầu và Phong Tiên. Dùng một lần sẽ bớt đi một lần, thép tốt phải dùng làm lưỡi đao mới được. Và lại nếu thật sự đánh nhau, tuy hiện tại hắn là tu vi phi thăng cảnh trung kỳ, nhưng thực lực chân chính đâu chỉ có vậy. Hơn nữa, hắn đã học được thần thông của Lam Tâm Tiên Vương, lấy được thủy chi bản Nguyên Châu ở Đông Hải trên trái đất. Cho dù là tán tiên tứ chuyển, hắn cần gì phải sợ. Dương Bách Xuyên nghĩ tốt nhất là lần này giết luôn cả ma tộc và tên tán tiên khốn kiếp đã tính kế vân môn tiên cảnh. Vì thế bây giờ hắn phải bàn bạc kỹ với các nhân vật cấp cao trong đại điện vân môn. Có kẻ tính kế vân môn, vậy thì hắn sẽ tương kế tự kế, để xem kết quả là ai tính kế ai, ai mới là người cười đến cuối cùng. Thời gian Nạp Lan Ngự Phong và cửu bá ma tộc giao hẹn là 10 ngày, 10 ngày cũng đủ cho Dương Bách Xuyên sắp xếp rồi. Đầu tiên, Dương Bách Xuyên ra lệnh cho tất cả đệ tử môn nhân dưới độ kiếp tiến vào điện thành tiên tạm thời lánh nạn. Bên trong điện thành tiên là nơi cất giữ chí bảo của cổ tiên, Dương Bách Xuyên cho rằng dù là tán tiên tứ chuyển cũng bó tay. Còn những người khác thì đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ tập hợp lại, đưa vào trong bình càn khôn. Lực lượng bên trong sẽ dạy cho những tên khốn kia một bài học nhớ đời. Nạp Lan Ngự Phong và cửu bá ma tộc cấu kết với nhau, đầu tiên phe tán tiên liên thủ phá vỡ đại trận của vân môn tiên cảnh, sau đó ma tộc xông vào vân môn chém giết. Đến khi ma tộc và vân môn đã chém giết gần xong, đại quân phe tán tiên sẽ ra tay bắt gọn cả ma tộc lẫn vân môn. Thật ra Dương Bách Xuyên biết rõ tán tiên muốn lợi dụng ma tộc, sao ma tộc lại không muốn lợi dụng bọn họ chứ? Hai bên chẳng có ai lương thiện cả, đều không phải hạng tốt lành gì. Thậm chí bây giờ Dương Bách Xuyên thấy phe tán tiên còn đáng ghét hơn ma tộc. Đường đường là chính đạo luôn miệng nói đến chính nghĩa, nhưng cuối cùng vẫn ôm lòng riêng, muốn tiêu diệt vân môn. Trong này có thủ oán nhưng không phải là không có lòng riêng, chính nghĩa chỉ là chuyện cười, còn lấy cái danh mỹ miều là hy sinh vân môn để tiêu diệt ma tộc, thật nực cười. Bây giờ Dương Bách Xuyên muốn tương kế tự kế. Khi tán tiên phá đại trận vân môn, hắn sẽ thuận thế thả ma tộc tiến vào. Sau đó dùng thần thông Lam Tâm Tiên Vương diễn một vở kịch diệt môn. Đến lúc đó, tất nhiên phe tán tiên sẽ xuất hiện, cứ để cho tán tiên và ma tộc chém giết lẫn nhau, nhìn coi rốt cuộc ai tính kế ai. Điểm quan trọng kế tiếp là giở trò trên trận pháp, đã diễn kịch thì phải diễn viên, để cho ma tộc xông vào chém giết đệ tử vân môn mới chân thực, mới có thể dụ phe tán tiên phía sau. Nhưng đương nhiên hắn không thể để cho đệ tử chân chính của vân môn bị giết, cho nên hắn đã nghĩ ra một cách thử nghiệm. Mấu chốt nằm ở thần thông phương thốn càn khôn của Lam Tâm Tiên Vương. Dùng thần thông pháp tắc cải tạo vân môn tiên cảnh thành phương thốn càn khôn. Lúc kẻ địch tiến vào, pháp tắc thiên địa sẽ thu nhỏ bọn họ gấp trăm lần, tương ứng với tất cả sinh linh trong vân môn tiên cảnh sẽ phóng to gấp mấy trăm lần, biến thành tình huống lúc trước hắn tiến vào vườn hoa của Lam Tâm Tiên Vương. Việc hắn cần phải làm là lợi dụng thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn, biến đổi hoa cỏ cây cối trong vân môn tiên cảnh. Thậm chí là bắt một số côn trùng thú nhỏ thay thế cho đệ tử vân môn chém giết với ma tộc, diễn một vở kịch.
đương nhiên thi triển thần thông phương thốn càn khôn dựa vào thực lực hiện tại của hắn thì sinh linh bị sửa đổi chắc chắn sẽ có thực lực không cao, nhưng để diễn kịch cũng đủ rồi. Sau một hồi bàn bạc, Dương Bách Xuyên lập tức dặn dò, thu các đệ tử vào điện thành tiên, những người khác giúp hắn sửa đổi đại trận. 10 ngày hơi vội nhưng cũng đủ rồi. Tên Cà Lâm, ta cần ngươi giúp ta bày trận pháp phương thốn càn khôn, có được không? Dương Bách Xuyên biết Châu Thần Ngũ Sắc từng là tiên sủng đi theo Lam Tâm Tiên Đế, từng thấy thần thông pháp tắc phương thốn càn khôn, bản thân là tiên sủng chân chính, trong cơ thể có tiên lực. Chỉ có tên này mới giúp được hắn. Nhưng ta không biết thần thông pháp tắc của tiên vương thì làm sao giúp ngươi được. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp, không phức tạp đâu, sau khi ta thi pháp cần phải mượn sức mạnh của ngươi, ngươi cứ truyền sức mạnh của mình sang người ta là được, có vấn đề gì không? Ồ, vậy thì không thành vấn đề. Châu Thần Ngũ Sắc thở phào. Tốt lắm, thời gian gấp gáp, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn. Đi thôi. Thật ra không cần sửa đổi nhiều, chỉ cần bày pháp tắc phương thốn bên trong vân môn tiên cảnh là được. Lực lượng của pháp tắc sẽ sửa đổi hoàn cảnh của vân môn tiên cảnh. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa mọi chuyện, Dương Bách Xuyên thầm niệm trong đầu, nhảy lên không trung, sau đó dựa theo pháp tắc chi lực của phương thốn càn khôn, thúc công đánh ra pháp tắc. Hắn cảm ngộ là nhờ thần hồn khi xưa của Lam Tâm Tiên Vương truyền đạo, cho nên có nền tảng rồi. Pháp tắc phương thốn càn khôn là một loại lực thiên địa vô hình, căn nguyên là lực lượng không gian. Điểm này hơi giống cưỡng chế truyền thụ, nhưng cũng có điểm khác với cưỡng ép truyền thụ. Bởi vì hắn nhận được cảm ngộ của Lam Tâm Tiên Vương, hơn nữa bản thân hắn cũng có nền tảng thập toàn thập mỹ, trong đan điền có nền tảng không gian sao phụ trợ. Khi nhận được truyền thừa của Lam Tâm, hắn đã lĩnh ngộ được lực không gian. Chẳng qua không được thành thạo cho lắm, cần phải từ từ tích lũy, hiện tại cùng lắm cũng chỉ là trình độ nhập môn. Nhưng cho dù chỉ là nhập môn cũng đã đủ dùng ở tu chân giới. Cộng thêm sự trợ giúp của Châu Thần Ngũ Sắc, Dương Bách Xuyên tin tưởng có thể thành công, hoặc là nói thành công thi triển không xảy ra vấn đề. Điều quan trọng là có thể cho thấy hiệu quả to lớn. Sau khi thi pháp cảm ngộ, Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong thiên địa có lực lượng không thuộc ngũ hành kéo tới. Không có cảm giác của bất kỳ thuộc tính nào, giống như nước cất vậy. Theo lực thần hồn của hắn phóng ra, cảm chi về lực lượng này càng lúc càng lớn, Dương Bách Xuyên biết đây chính là lực không gian. Sau đó, Dương Bách Xuyên dựa theo pháp môn mà Lam Tâm truyền dạy, bắt đầu dẫn dắt lực không gian này. Sửa đổi hoàn cảnh là sử dụng những lực lượng này để sửa đổi, cần phải dẫn dắt, nơi chiếm cứ càng lớn thì thần hồn pháp lực càng tiêu hao nhiều. Thay đổi cả vân môn tiên cảnh mà chỉ dùng lực lượng của mình hắn thì chắc chắn không đủ, vì vậy Dương Bách Xuyên mới cần Châu Thần Ngũ Sắc trợ giúp. Có Châu Thần Ngũ Sắc gia trì, Dương Bách Xuyên dùng lực thần hồn hấp thu lực lượng không gian, sửa đổi từng chút một hoàn cảnh của vân môn tiên cảnh. Bất chi bất giác mọi người đứng xem bên dưới đã trợn tròn mắt, một kỳ tích xuất hiện trước mắt bọn họ. Chỉ thấy trong vân môn tiên cảnh, không gian sao động, méo mó, lúc rõ lúc mờ, nhìn mà choáng váng. Nhưng ngay sau đó, cây cỏ vốn chỉ ngắn một tấc đều hóa thành thực vật che trời cao mấy chục mét, cây đại thụ ban đầu biến thành to như núi. Hoàn cảnh của toàn vân môn tiên cảnh xảy ra biến hóa lớn, trong khung cảnh hùng vĩ này, bọn họ nhỏ bé như con kiến. Hơn nữa, những côn trùng thú nhỏ mà Dương Bách Xuyên sai người tìm tới đã hóa thành cơ thể cao hơn 10 mét. Nhất thời một khung cảnh lật đổ nhận biết của mọi người đang hình thành. Thời gian trôi qua từng ngày, đến ngày thứ 9. Hoàn cảnh bên trong vân môn tiên cảnh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Dương Bách Xuyên và Châu Thần Ngũ Sắc đều mồ hôi đầm đìa, bay từ trên không trung xuống. Thi pháp suốt 9 ngày, bọn họ đã tiêu hao quá nhiều. Nhưng sau khi nhìn thấy khung cảnh đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, Dương Bách Xuyên mỉm cười vui vẻ. Tiếc là cảnh giới tu vi của hắn không thể so với Lam Tâm Tiên Vương, khung cảnh nơi này chỉ duy trì được 3 ngày, 3 ngày sau sẽ khôi phục như cũ. Nhưng đối với hắn mà nói, như vậy đã đủ đối phó với ma tộc và đám tán tiên kia rồi. Sau tối nay, Dương Bách Xuyên chỉ giữ lại Châu Thần Ngũ Sắc và Thú Vân Lôi Quốc Bảo, những người còn lại đều tiến vào không gian bình càn khôn. Châu Thần Ngũ Sắc là tiên sủng chính hiệu, tạm thời sinh linh đến từ tiên giới giới không thể thu vào không gian bình càn khôn. Thú Vân Lôi Quốc Bảo cần phải khống chế đại trận phối hợp với Dương Bách Xuyên diễn kịch, ngoài ra còn dùng lực pháp tác biến đổi đám côn trùng thú nhỏ xuất hiện cho ma tộc và thế lực tán tiên nhìn. Tất cả đều là diễn kịch, ai tính kế ai, đến lúc đó Dương Bách Xuyên sẽ cho bọn họ biết. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Dương Bách Xuyên và Châu Thần Ngũ Sắc bắt đầu tĩnh tọa khôi phục lực lượng đã tiêu hao, chờ ngày mai ma tộc và tán tiên tới.
Ngày hôm sau là thời gian Nạp Lan Ngự Phong và Cửu Bá giao hẹn, Dương Bách Xuyên mở mắt ra, trong mắt phát ra ánh sáng. Hắn đã khôi phục lại tất cả lực lượng đã tiêu hao, nói với Châu Thần Ngũ Sắc nằm ngủ bên cạnh, tên Cả Lâm, ngươi ẩn thân đi, chờ ta thông báo thì ngươi hẵng ra tay. Châu Thần Ngũ Sắc nhìn như đang ngủ say, nó lười biếng nhìn Dương Bách Xuyên một cái rồi gật đầu, lập tức biến mất tại chỗ. Dương Bách Xuyên biết phương thức tu luyện của tên này khác biệt, nhìn như ngủ say nhưng thật ra nó rất tỉnh táo. Hắn không hỏi nó đi đâu ẩn nấp, dù sao một tiên thú né tránh sự truy lùng của tán tiên chắc hẳn chỉ là chuyện nhỏ. Sau đó, hắn nói với Thú Vân Lôi Quốc Bảo, đi nào Quốc Bảo, đã đến lúc chúng ta lên sân khấu rồi. Thánh chủ làm như vậy, ngươi có nắm chắc không? Với Thú Vân Lôi mà nói, nơi này là nhà của nó. Ý của Dương Bách Xuyên là dụ ma tộc đến, thậm chí còn có tán tiên cường đại đến. Nếu không kiểm soát được thời gian thì rất có thể là nơi này sẽ bị phá hủy. Cho nên Thú Vân Lôi vẫn rất lo lắng, không kìm được bèn hỏi. Nghe Thú Vân Lôi nói vậy, tất nhiên Dương Bách Xuyên biết nó nghĩ gì. Hắn mỉm cười đáp, ngươi yên tâm đi, thánh chủ nhà ngươi nắm chắc phần thắng, nếu không nắm chắc thì ta không dám kéo cả Vân Môn vào đâu. Nơi này không chỉ là nhà của ngươi, mà cũng là nhà của ta, là nhà của mấy chục vạn đệ tử Vân Môn. Trước kia chúng ta khó khăn lắm mới xây dựng nên Vân Môn tiên cảnh, ta tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Kẻ địch muốn làm cho Vân Môn chúng ta biến mất triệt để, nhưng ta sẽ không để cho bọn họ được như ý. Lần này tương kế tự kế diễn vở kịch lớn này, ta muốn tiêu diệt lũ ngụy quân tử khốn kiếp kia. Thánh chủ nhà ngươi còn có tuyệt chiêu đấy, vì vậy ngươi đừng lo, đến lúc đó ngươi cứ nghe ta chỉ huy là được. Thú Vân Lôi Quốc Bảo nghe Dương Bách Xuyên trả lời như vậy thì yên tâm hơn nhiều, nhưng nhớ lại năm xưa ma tộc tập kích, nó vẫn còn sợ hãi, thánh chủ, ta không dám nhận xét về những người khác, nhưng năm đó ngươi không ở đây, lão ma đầu Vu Minh Tuyền đích thân đến tấn công đại môn Vân Môn tiên cảnh chúng ta. Ta dựa vào lực lôi điện khó khăn lắm mới chống đỡ được, cộng thêm mọi người đồng tâm hiệp lực nên mới thoát nạn. Nói thật là nếu đối đầu chính diện với lão đầu kia thì ta không nắm chắc phần thắng chút nào. Vì vậy thánh chủ à, tốt hơn hết là ngươi hãy cẩn thận. Ma khí của ma tộc trời sinh tương khắc với lực lượng của yêu tộc và người tu chân, chúng ta không thể chủ quan. Nghe Thú Vân Lôi Quốc Bảo nói vậy, Dương Bách Xuyên giật mình kinh ngạc. Hắn biết rõ thực lực của Thú Vân Lôi Quốc Bảo. Tương đương cấp bậc thánh chủ của tu chân giới, chỉ thiếu chút nữa là phi thăng tiên giới, vậy mà nó lại nói là đối đầu với Vu Minh Tuyền thì không có phần thắng. Vậy thì khả năng cao là sau cái lần ở Vô Gian Cốc năm xưa, lão ma đầu đã có cơ duyên nào đó, thậm chí có khả năng gã đã tìm được một phần ma hồn và dung hợp. Vì thế, rất có khả năng hiện tại lão ma đầu đã đạt đến thực lực cấp bậc tiên nhân. Cộng thêm thủ đoạn bí pháp của ma tộc, quả thật không thể không đề phòng. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nghĩ phe mình có Châu Thần Ngũ Sắc, có quà tặng của Lục Nhĩ Mi Hầu và Phong Tiên nên cũng yên tâm hơn nhiều. Và lại tên đã lên dây không thể không bắn, bây giờ muốn đổi ý cũng đã muộn, chỉ có thể đối mặt. Nhưng bây giờ hắn không sợ gì cả. Lão ma đầu ma tộc Vu Minh Tuyền muốn hắn chết, đám khốn phe tán tiên càng hận không thể khiến Vân Môn diệt vong, dù sao cũng đã bị người ta để mắt, không giải quyết lũ khốn này thì không thể yên ổn. Lần này hắn sẽ tiêu diệt bọn họ. Ta biết rồi, ngươi không cần lo lắng, ngoài Châu Thần Ngũ Sắc ra ta còn chuẩn bị hậu chiêu. Và lại, chỉ riêng thực lực của Vân Môn cũng chưa chắc phải sợ bọn họ. Đi thôi, cùng ta ẩn nấp ở Sơn Môn, chắc hẳn lát nữa mấy lão già chết tiệt phe tán tiên sẽ đến phá Sơn Môn của chúng ta. Đến lúc đó, ngươi hãy khống chế đại trận, ngăn cản ở mức độ thích hợp rồi mở đại trận ra, nhưng đừng để lộ dấu vết quá rõ ràng, đừng để những lão già chết tiệt kia nghi ngờ. Dương Bách Xuyên dặn dò Thú Vân Lôi. Thánh chủ cứ yên tâm, khống chế đại trận lôi điện thì ta có lòng tin tuyệt đối, chắc chắn sẽ không có sơ hở. Thú Vân Lôi Quốc Bảo tự tin nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, tốt, người hãy nhớ sau khi tán tiên phá đại trận, phía sau hẳn là ma tộc đánh vào Vân Môn chúng ta. Chờ đến khi ma tộc chém giết với côn trùng và thú vật mà ta dùng thần thông biến to, phe tán tiên sẽ tiến vào Vân Môn chém giết ma tộc. Đến lúc đó người hãy đóng đại trận, không được thả ai ra ngoài. Ta sẽ để lại đám lôi lão hổ giúp ngươi ra cố đại trận. Lần này phải khiến cho lũ khốn kia hối hận cả đời. Một người một thú vừa nói chuyện vừa ẩn vào trong sấm sét mây mù. Nơi này là sân nhà của Thú Vân Lôi, chỉ cần bọn họ không ra ngoài thì không ai có thể phát hiện ra bọn họ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Dương Bách Xuyên nhắm mắt, cùng Thú Vân Lôi giấu mình trong sấm sét giữa không trung. Xung quanh có những tia sét lấp lóe,
nhưng chúng như có mắt, né tránh hắn. Đến rồi. Thú Vân Lôi lên tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía xa, cặp mắt của nó nhìn xuyên qua khu vực tầng tầng sấm sét và mây mù. Dương Bách Xuyên vẫn ngồi im bất động, nói, có mấy người. Đến đâu rồi? 6 tán tiên, một người không phải, tổng cộng 7 người. Thú Vân Lôi trả lời. Không sai, chính là bọn họ. Quốc Bảo, phóng thần thức của ngươi ra giám sát toàn bộ dãy núi Vân Lôi, có bất kỳ động tĩnh bất thường nào thì báo cho ta. Dương Bách Xuyên vẫn nhắm mắt. Vâng, hiện tại chỉ phát hiện bọn họ có 7 người. Thánh chủ yên tâm, chỉ cần có sinh linh bước vào phạm vi dãy núi Vân Lôi ngàn vạn dặm, ta sẽ biết ngay lập tức. Thú Vân Lôi trả lời. Tiếp tục theo dõi, Dương Bách Xuyên nói. Trong vòng nửa canh giờ, 7 người bọn họ sẽ đến khu vực trung tâm Vân Lôi. Không đúng, ma tộc xuất hiện ở phía tây rồi, Thú Vân Lôi nói. Dương Bách Xuyên bỗng mở mắt, có bao nhiêu tên? Chỉ có 5 tên, một trong số đó là lão ma đầu Vu Minh Tuyền. Thánh chủ, có gì đó bất thường, lẽ ra ma tộc phải có ít nhất mấy vạn người chứ, sao chỉ có 5 người xuất hiện? Thú Vân Lôi không hiểu. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói, dãy núi Vân Lôi chúng ta có sấm sét tự nhiên, ma đầu tu vi yếu không chịu nổi sét đánh, chắc là lão ma đầu có pháp khí động thiên. Kệ đi, tiếp tục theo dõi, chỉ cần lão ma đầu đến là được rồi. Phe tán tiên tới rồi. Phe ma đầu ở một bên khác, Thú Vân Lôi nói. Dương Bách Xuyên đứng dậy, cất giọng âm u nói, trò hay đã mở màn, chuẩn bị sẵn sàng. Ta chờ từ lâu rồi, thánh chủ yên tâm, Thú Vân Lôi tự tin nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, bọn họ đã tới, vậy thì trước tiên giáng cho bọn họ vài tia sét đi, đừng để cho những lão già chết tiệt kia đi qua dễ dàng thoải mái như vậy. Được, Thú Vân Lôi lên tiếng đáp lời, sau đó giơ chân trước lên, tức thì sấm sét nổ đùng đoàng, đánh xuống bên dưới. Ở nơi cách Vân Môn tiên cảnh mấy trăm mét, 7 người Nạp Lan Ngự Phong dùng thân pháp quỷ dị đi đến. Đùng đoàng, xoẹt, từng tia sét từ trên trời bổ xuống 7 người bọn họ. Hừ, tản ra, Nạp Lan Ngự Phong đi trên cùng, lạnh lùng hừ mũi, vung tay đánh ra một đạo chân nguyên, trực tiếp đánh tan tia sét này. Đối mặt với sấm sét, những người khác đều có thủ đoạn riêng, hoặc là phòng thủ hoặc là tấn công, hóa giải toàn bộ. Đối với cấp bậc tán tiên như bọn họ mà nói, sấm sét ở sâu trong dãy núi Vân Lôi tuy mạnh nhưng chưa đủ đả thương bọn họ. Nơi này được ông trời ưu đãi, có sấm sét tự nhiên, là bảo địa khai tông lập phái, tên nhóc Dương Bách Xuyên được hời rồi. Thiên Lang chân quân đến từ yêu giới lên tiếng. Các vị đến rồi à, hợp tác đi. Phá sơn môn Vân Môn tiên cảnh là đại kế của chúng ta đã hoàn thành một nửa. Nạp Lan Ngự Phong âm trầm nói. Dương Bách Xuyên và Thú Vân Lôi đang ẩn mình trong mây mù và sấm sét, đợi sau khi 7 người Nạp Lan Ngự Phong tới, hắn thấy rõ ràng quả nhiên là bọn họ. Lúc này, hắn bảo Thú Vân Lôi chuẩn bị sẵn sàng, đợi mấy lão già này ra tay, đến lúc đó xem thử bọn họ dùng bản lĩnh gì để phá hủy đại trận Vân Lôi. Có quốc bảo Thú Vân Lôi không chế, đại trận Vân Lôi này quả thật là không dễ phá như vậy, nhưng đám lão già kia lại dám ăn nói ngông cuồng. Còn tới tận đây, có lẽ bọn họ vẫn có chút bản lĩnh. Như vậy cũng tốt, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn chờ xem con át chủ bài của bọn họ, cũng coi như có lợi. 7 người này đứng trước cửa Vân Môn tiên cảnh, mỗi người cầm trong tay một món pháp khí. Dương Bách Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì nheo mắt, bởi vì hắn nhận ra pháp khí mà 7 lão già kia lấy ra chính là phù chú. Hắn đã từng thấy phù chú này khi ở Tinh Không Hải, bên trong nó phong ấn một sức mạnh cường địa. Có kiếm khí, đao khí, đủ các loại sức mạnh, tóm lại đây là phù chú để cất chứa sức mạnh. Uy lực vô cùng lớn. 7 người này đều là tán tiên tứ chuyển, đương nhiên bọn họ sẽ không lấy ra phù chú phong ấn sức mạnh của bản thân, chỉ có một khả năng, phù chú trong tay bọn họ cất chứa lực lượng cao mạnh hơn tán tiên. Đây là phù chú cao cấp, kết cấu rất tinh xảo, giống ngọc nhưng không phải ngọc, phía trên đầy dẫy những dòng chữ phức tạp, phù chú càng có nhiều chữ thì uy lực càng mạnh. Dương Bách Xuyên không biết phù chú trong tay mấy lão già này có cấp bậc gì, bên phong trong ấn sức mạnh của tán tiên nào. Là sức mạnh của tán tiên ngũ chuyển, hay là lục chuyển, hoặc có thể còn cao hơn. Vậy nên mí mắt Dương Bách Xuyên mới giật giật. Mặc dù chập pháp Vân Lôi rất cường đại, nhưng dù sao thì vẫn là sức mạnh. Lực lượng cũng có điểm mạnh và điểm yếu, nếu sức mạnh bùa chú trong tay của 7 người kia mạnh đến mức vượt qua trận pháp Vân Lôi, vậy thì đương nhiên trận pháp sẽ bị phá vỡ. Dưới cái nhìn chăm chú của Dương Bách Xuyên, 7 người Nạp Lan Ngự Phong hợp thành thất tinh trận, mỗi người đều sử dụng phù chú ở trong tay.
Ngay sau đó, bảy luồng khí tức bùng nổ, cuối cùng tụ tập lại với nhau rồi đi về phía đại trận Vân Lôi. Cỗ khí tức khủng bố phóng lên trời. Sắc mặt Dương Bách Xuyên khựng lại, hắn nói với thú Vân Lôi, điều khiển hợp lý, không nên chống cự mạnh, bảo trụ nền móng của đại trận không được hủy diệt, sức mạnh phù chú của đám già này hợp lại với nhau, đại trận Vân Lôi sẽ không ngăn cản nổi. Được, ta biết rồi. Thú Vân Lôi trầm giọng gật đầu, nó cũng là dị thú của đất trời, cũng là kẻ đã khống chế đại trận Vân Lôi, đương nhiên có thể cảm nhận được sức mạnh hợp lại của bảy người này, cho dù nó có dốc toàn lực để khống chế thì cũng không ngăn được bao lâu. Nếu như cương quyết chống lại thì sẽ dẫn tới kết quả, căn cơ của đại trận bị hủy diệt. Thế nên Dương Bách Xuyên mới bảo nó ngăn chặn, điều này Thú Vân Lôi cũng rất tán thành. Sức mạnh của lá phủ được bảy người kích hoạt ngưng tụ thành chùm tia sáng với đủ màu sắc, đột nhiên đánh thẳng lên đại trận Vân Lôi, khiến mặt đất rung chuyển. Răng rắc. Sấm sét nổ tung khắp bầu trời. Toàn bộ trận pháp rung chuyển, không gian có dấu hiệu bị bóp méo. Trên bầu trời, Dương Bách Xuyên nói với Thú Vân Lôi, mở rộng sấm sét tấn công bọn họ, sau đó bỏ trận pháp. Được. Quốc Bảo Vân Lôi đồng ý, ngay sau đó toàn thân nó phủ đầy sấm sét, đôi mắt phát sáng rồi chuyển sang màu tím, trong mắt có tia điện chớp lóe, tiếp đó chùm sáng màu tím đậm bắn ra từ hai mắt Thú Vân Lôi rồi chiếu thẳng lên đại trận. Ngay sau đó xung quanh đại trận Vân Lôi sấm nổ rung trời, từng tia lôi điện dài hàng chục trượng, đường kính một thước quét về phía bảy người Nạp Lan Ngự Phong. Giờ phút này, đối mặt với sấm sét đáng sợ như vậy, cho dù là bảy lão già kia thì vẻ mặt cũng phải thay đổi. Dốc toàn lực, nếu không tất cả chúng ta đừng mong yên ổn. Lúc này, Lăng Duyệt của Thông Thiên Cung hô lên. Sáu người còn lại cũng biết nguy hiểm, bọn họ dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của lá bùa trong tay, vậy thì mới gia tăng được lực lượng phá vỡ đại trận Vân Lôi, cũng có thể bảo vệ tất cả mọi người không bị sấm sét tấn công. Trong lòng bọn họ đã sớm chuẩn bị khi xuất hiện 20-30 cột sấm sét khổng lồ cắn trả, muốn phá hỏng đương nhiên là không dễ dàng như vậy. Sấm sét bất tận bắt đầu khởi động. Bảy người bị sấm sét cuốn lấy, nhưng bọn họ đã sử dụng toàn bộ sức mạnh còn lại bên trong phù chú để tấn công lên đại trận Vân Lôi. Bảy người hợp lực đối đầu với uy lực của sấm sét. Khí tức vô cùng cường đại không ngừng tản ra xa mấy vạn dặm. Quốc Bảo, rút lực lượng của đại trận, chúng ta không ngăn được đòn tấn công này. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm không chớp mắt, hắn biết bảy lão già này dốc toàn lực, đại trận Vân Lôi sẽ không trụ được. Thú Vân Lôi nghe vậy thì buông đại trận. Đại trận Vân Lôi biến mất, nhưng sức mạnh của bảy người đã phá hủy lối vào của một ngọn núi. Nhưng xung quanh bảy người này có thất tinh trận bảo vệ, mặc dù bị sấm sét đánh trúng nhưng dường như không bị tổn hại nhiều. Phụt phụt phụt. Bảy người phía dưới sử dụng hết sức mạnh của lá bùa trong tay, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi sấm sét, mỗi ai nấy đều phun ra một ngụm máu. Đáng tiếc là không đánh chết được bảy lão già này. Dương Bách Xuyên đứng trên không trung nhìn thấy bọn họ nôn ra máu thì cảm thấy tiếc nuối. Thánh chủ, vậy là tốt lắm rồi, tốt xấu gì bọn họ cũng hộc máu. Thú Vân Lôi nói, ảnh hưởng không lớn, nhưng ít nhiều gì cũng khiến bọn họ phải trả giá, không đáng kể. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, bảy người nhìn thấy phá được trận pháp Vân Lôi thì reo hò. Ha ha, hộc máu cũng không uổng phí, cuối cùng cũng phá được. Nạp Lan Ngự Phong cười lớn. Đáng tiếc, mất một tấm phủ chú tán tiên ngũ chuyển. Ngũ chuyển của ngươi thì có là gì, của ta còn là tán tiên lục chuyển đây, khó khăn lắm mới xin được từ tay sư thúc ta. Ta cũng lục chuyển. Được rồi, đừng nói nữa, ma tộc có lẽ đã tới gần đây rồi, ta cảm nhận được ma khí, trận chiến tiếp theo giao lại cho ma tộc thôi, chúng ta nên chuẩn bị chuyện tiếp theo, đi. Đúng thế, lần này phải diệt gọn ma tộc và Vân Môn. Cũng xem như không uổng phí phù chú chân quý trong tay chúng ta. Bảy lão già vừa nói vừa rời đi, nhanh hơn gấp nhiều lần so với lúc đến, chắc là sợ bị yêu ma quấn lấy. Nói đi là đi, bọn họ nhanh chóng biến mất trong màn sương. Bọn họ đắc ý đi khỏi đây nhưng lại không hề biết, đại trận Vân Lôi là bị thú Vân Lôi mở ra. Lại càng không biết, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy bọn biến mất. Khóe miệng Dương Bách Xuyên mang theo ý cười hỏi Thú Vân Lôi, tình hình bên phía ma tộc thế nào rồi? Bọn họ đã tới rồi, lúc phá đại trận thì dừng lại ở cách xa nghìn mét, có lẽ là nhìn thấy tình huống phía bên này, bây giờ đang chạy tới đây. Thú Vân Lôi đáp. Dương Bách Xuyên hơi lo lắng, Quốc Bảo, người nói xem ma tộc và bảy lão già kia liệu có phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta không? Thánh chủ cứ yên tâm,
thú vân lôi ta được sinh từ sâu bên trong dãy núi vân lôi, nơi này chính là sân nhà của ta, ta đã điều động sấm sét bảo vệ xung quanh. Ai cũng không thể phát hiện ra chúng ta được, thú vân lôi vô cùng tự tin. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hắn híp mắt nói, vậy thì tốt, bây giờ đợi diễn viên chính lên sân thôi. Tới rồi, thú vân lôi nhắc nhở. Dương Bách Xuyên nhìn qua, quả nhiên có 5 ma tộc, dẫn đầu chính là ma đầu khi hắn diệt U Linh Chi Đô, Vu Minh Tuyển đoạt xác U Linh Thánh Tử Minh Hóa. Nhưng mà sau khi lão ma đầu bị Dương Bách Xuyên mượn sức mạnh của Hắc Liên chặt đứt đi một cánh tay, ông ta chạy trốn không chút do dự. Hiện tại hắn nhìn thấy, cánh tay bị hắn chặt đứt lại mọc ra. Hơn nữa, có vẻ như tu vi của lão ma đầu đã tiến bộ hơn nhiều. Ông ta đi cùng với 4 thuộc hạ, một trong số đó là người đã làm giao dịch với Nạp Lan Ngự Phong cửu bá. Ngày đó hắn nghe Nạp Lan Ngự Phong nói qua, thuộc hạ của lão ma đầu có cái gì mà tứ đại kim cang. Bây giờ nhìn số lượng, có lẽ là 4 người cửu bá. Ha ha ha, cái trận pháp này quả nhiên bị đám ngụy quân tử kia mở được, vào trong giết cho ta, thẳng tay chém hết, cái tên Dương Bách Xuyên có ở đó hay không, vừa vặn diệt cả nhà hắn, đợi hắn quay lại, biểu cảm trên gương mặt của hắn ta chắc chắn rất đặc sắc, ha ha, giết, giết hết cho bản quân, giết sạch gà chó vân môn. Lúc này, lão mà đầu điên cuồng cười lớn, vừa cười ma khí lan tràn khắp cơ. Ma tu lần lượt xuất hiện từ trong ma khí của lão ta. Ở trong đám mây mù trên cao, Dương Bách Xuyên nghe rõ từng câu từng chữ của lão ma đầu nói, hắn cũng nhìn thấy từng đám yêu tu đi ra từ trong ma khí. Hắn lẩm bẩm, lão ma đầu này quả nhiên là có thủ đoạn, giấu hết ma chúng lên người. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên nghe được những lời độc ác của lão ma đầu, trong lòng hắn thầm cười lạnh. Ma chúng không ngừng bước ta từ trong ma khí của Vu Minh Tuyền. Bọn chúng điên cuồng xông vào vân môn tiên cảnh. Lúc này hắn nghe một gã kim cang nói, đại nhân, sau khi chúng ta vào chém giết với đại yêu của vân môn liệu đám tán tiên kia có đâm sau lưng chúng ta không? Ha ha, đám ngụy quân tử kia tới gây phiền toái là đương nhiên, bản quân cũng không xem bọn họ ra gì, một đám chỉ biết đấu tranh nội bộ thì sao có thể làm được việc lớn, đợi diệt sạch vân môn, nếu bọn họ dám ngấm ngầm sau lưng chúng ta, bản quân sẽ thu tất cả các người vào ma bào. Lúc đó chỉ còn một mình ta, muốn chạy thì không ai có thể làm khó được, ha ha, việc này không cần hỏi nữa, hiện tại theo bản quân diệt vân môn. Lão ma đầu không thèm để ý chút nào, ông ta đoán chắc những tán tiên kia tuyệt đối sẽ không tốt bụng mở ra đại trận vân môn, còn không phải muốn diệt luôn cả ông ta và thuộc hạ. Nhưng lão ma đầu cũng có cách đáp trả, cho nên hoàn toàn không thèm để ý. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì lẩm bẩm, lão ma đầu này quả nhiên không ngu xuẩn. Thánh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Quốc bảo thú vân lôi hỏi. Dương Bách Xuyên nói, không cần để ý tới ma tộc, tiếp tục kiểm tra động tĩnh của những tán tiên kia, xem tình huống nào, nếu như ta đoán không sai, lúc này chắc chắn bọn họ sẽ quay lại. À tương đương đúng thật, 7 người kia trở lại rồi. Thú vân lôi nói, xem bọn họ có thêm người khác không? Dương Bách Xuyên hỏi. Thú vân lôi đáp, không, vẫn là 7 người bọn họ. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi nói, xem ra bọn có thủ đoạn tương tự như lão ma đầu, giấu người đi rồi chuẩn bị đánh lén. Muốn dùng mấy chục vạn đệ tử vân môn để dẫn dụ ma tộc xuất hiện, sau đó một mẻ hốt gọn, không thể chỉ có 7 người bọn họ được, nhất định người của những thánh địa kia đã bị giấu đi rồi. Chủ nhân, bọn họ qua đây rồi, đang ẩn núp trong sương mù. Thú vân lôi nói, được, đợi bọn họ ra tay đi, bên trong có lẽ cũng đã đến hồi kết, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Đợi mấy lão già tán tiên kia tiến vào trong, lập tức khởi động đại trận, chúng ta đóng cửa đánh chó, một người cũng đừng mơ chạy thoát, người cứ bày trận pháp ở cửa bất cứ ai tới gần đều sẽ bị sấm sét đánh chết. Dương Bách Xuyên đằng đằng sát khí. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ điều động sấm sét từ xa ngàn dặm đến phong ấn cửa núi, cho dù mấy lão già kia có tấn công thêm lần nữa thì kéo dài thêm một ngày cũng không thành vấn đề. Thú Vân Lôi thề nói. Được, tới lúc đó cứ vậy mà làm. Dương Bách Xuyên dặn dò Thú Vân Lôi. Lúc này, lão ma đầu Vu Minh Tuyền dẫn theo 7-8 vạn ma chúng đã bắt đầu chém giết. Chỉ trong một lần chạm trán, những sinh linh bên trong vân môn tiên cảnh đã bị thuộc hạ của Vu Minh Tuyền tiêu diệt hơn phân nửa. Lúc này, ma tộc bắt đầu buông lỏng, hóa ra cái gọi là đại yêu của vân môn tiên cảnh đều là hổ giấy. Nhưng Vu Minh Tuyền và Tứ Đại Kim Cang lại cảm giác được có gì đó không đúng, bởi vì bọn họ phát hiện người của vân môn tiên cảnh. Tu vi cao nhất mới chỉ là hợp thể cảnh, hơn nữa số lượng còn rất ít, đa phần là thấp hơn hợp thể. Ngay từ đầu nhìn qua thì thấy những con trùng yêu khổng lồ,
yêu môn cao 10m.CSO dù là ma tộc thì cũng bị dọa sợ, bọn họ không ngờ Vân Môn lại tồn tại những yêu tộc khổng lồ như vậy. Nhưng ngẫm lại, Vân Môn vốn được yêu tộc hợp thành nên cũng cảm thấy bình thường, không nghĩ sâu xa, chỉ bắt đầu chém giết. Sau khi ra tay thì phát hiện những yêu thú khổng lồ của Vân Môn chỉ là hổ giấy, lần này thuộc hạ của lão ma đầu có niềm tin hơn, bọn họ dùng hết sức chém giết, chưa tới nửa canh giờ đã giết gần sạch. Ma quân đại nhân hình như có gì đó sai sai, nghe nói đại yêu của Vân Môn tiên cảnh có hàng vạn phi thăng cảnh, đám yêu nghiệt kia nhìn thì có vẻ to lớn dọa người, nhưng đều chỉ là một lũ hổ giấy, không đúng, quá không bình thường. Một trong tứ đại kim cang nói với Vu Minh Tuyền. Đúng vậy, thật kỳ quái, hơn nữa số lượng chỉ có hơn 1000, ngay cả một độ kiếp kỳ cũng không có, ma quân đại nhân, có phải đám tán tiên kia hợp tác với Vân Môn đâm sau lưng chúng ta không? Đáng chết! Biết ngay đám tu sĩ nhân tộc xảo trá, ma quân đại nhân, bây giờ làm thế nào? Bốn thủ hạ của lão ma đầu, ai nấy đều tràn đầy lo lắng. Hừ, hoảng cái gì? Có bản quân ở đây, cho dù bọn họ âm mưu thì làm gì được? Theo kinh nghiệm của bản quân, những tu chân giả hoặc nói đúng hơn là chính đạo đều hận đám ngụy quân tử, không có gì mà phải sự. Tên Dương Bách Xuyên kia đã biến mất ở tu chân giới mấy chục năm rồi. Sau lần chúng ta tiến đánh thì Vân Môn đã ở trong trạng thái phong bế, giữa hai bên không thể nào hợp tác để tính kế chúng ta được. Vân Môn tiên cảnh này quả thật rất kỳ lạ, bản quân cảm nhận được sức mạnh không gian dồi dào, sợ là những đại yêu của Vân Môn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó, tìm cho bản quân, không tìm thấy thì phá hủy, ta không tin bọn họ không ra ngoài. Lão ma đầu hừ lạnh, cuối cùng, sự lo lắng của thuộc hạ cũng bị lung lay, ông ta rất tự tin không hề sợ bất cứ thứ gì. Cho dù là có âm mưu thì đối với lão ma đầu mà lão nói, cũng không sao cả. Rõ. Tứ đại kim cương mang theo người rồi chia ra tìm đại yêu Vân Môn. Mà lúc này ở bên ngoài Vân Môn tiên cảnh. Ha ha, ma tộc quả nhiên là gian xảo như chúng ta, đều mang ma chúng theo bên mình, nhìn số lượng cũng không ít, khoảng 7-8 vạn, lão đầu Vu Chính Tuyển đích thân dẫn đội, đây có lẽ là toàn bộ ma tộc ở tu chân giới. Chúng ta mau tiến vào, lần này không được để bất cứ ma tộc nào chạy thoát. Nạp Lan Ngự Phong nói. Đi, tất cả vào trong. Bảy người họ bước vào Vân Môn tiên cảnh, đứng ở cửa núi bọn họ nhìn thấy ma khí ngút trời, khắp nơi đều là ma tộc, nói là 7-8 vạn nhưng theo điều tra hơn 10 năm, ma tộc ở tu chân giới cũng chỉ còn dư lại khoảng 10 vạn, bây giờ số lượng kia là toàn bộ ma tộc rồi. Thế nên bảy người bọn họ rất vui vẻ, lần này đã dụ được hết đám ma tộc xảo quyệt. Nhưng từ điểm này mà nói, Vu Minh Tuyền đã hận thấu xương Vân Môn chi cảnh, hay nói đúng hơn là hận Dương Bách Xuyên. Không ngại nguy hiểm mà dẫn toàn bộ ma tộc đến diệt Vân Môn. Nhưng đối với thế lực tán tiên mà nói, đây là một chuyện tốt, bọn họ có thể diệt trừ tận gốc ma tộc trong một lần tấn công, còn giết gọn được Vân Môn. Bảy người vọt vào trong Vân Môn tiên cảnh, mỗi người lấy ra một cái cờ lớn, mặt trên phủ kín các loại chữ viết phức tạp. Chư vị, bắt đầu triệu hoán. Lăng duyệt của thông tiên cung tỏ ý dẫn đầu. Nên như vậy, 6 người còn lại gật đầu, ai nấy đều đọc mật ngữ, sau khi thúc giục lá cờ lớn trong tay, một cánh cổng hình thành trên bầu trời, luồng ánh sáng chói lóa bùng lên. Vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó từng bóng người từ trong vòng xoáy đi ra. Lúc này, Dương Bách Xuyên ở trên trời cao nhìn 7 lão già đang thi triển bí thuật, hắn biết mình nói đúng, quả nhiên bọn họ mang theo người của thánh địa bên người. Hoặc nói đúng hơn là thông qua trận kỳ, trực tiếp triệu hoán tới Vân Môn tiên cảnh, như vậy thì tu chân giả tiến vào Vân Môn sẽ không bị sấm sét tấn công. Mặc dù không biết thứ trong tay bọn họ có lai lịch gì nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh không gian, loại bảo vật này rõ ràng là vũ khí để hành quân và đánh trận. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, phải cướp đoạt được nó, không cho 7 người họ có thời gian chạy trốn, có không gian trận kỳ thì bọn họ có thể chạy thoát bất cứ lúc nào, vậy nên nhất định phải nghĩ cách phá hủy. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng vạn người, hơn nữa tu chân giả vẫn đang không ngừng xuất hiện. Nhìn kỹ hơn, tất cả đều là người quen cũ, Diệu Tiên Thông Tiên Cung, Thiên Kiếm Sơn, Bách Niên Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông, Thánh Địa Đao Chủng, Ngũ Đại Thánh Địa đều do các thánh chủ dẫn đội. Không đến 10 phút, xuất hiện 50 vạn tu sĩ. 7 tán tiên đại diện cho 7 thánh địa, chỉ có Thánh Địa Vạn Linh và U Linh Chi Đô bị hắn diệt là không có đệ tử, còn lại 7 thánh địa kia đều tới. Hai thế lực không tới là Điện Trường Sinh và Hoàng Triều Hiên Viên. Lúc này Dương Bách Xuyên híp mắt nói, quốc bảo, đóng cửa đánh chó. Được tương đương. Có lệnh của Dương Bách Xuyên, Thú Vân Lôi đồng thanh hưởng ứng,
hào quang màu tím toàn thân bừng sáng, lôi điện phóng ra khắp người, bao quanh cửa núi. Đại trận vốn đã biến mất ở cửa núi, trong nháy lại mắt xuất hiện. Nhưng lần này lại có sự khác biệt so với trước đây, đại trận vân môn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, sấm sét vô tận tạo thành một cái lồng ánh sáng khổng lồ, bao phủ toàn bộ vân môn tiên cảnh. Dương Bách Xuyên nhoẻn miệng cười, hắn biết lần này thú vân lôi đã hao tổn rất nhiều để tăng cường uy lực của đại trận, dù sao hắn cũng cảm thấy nó còn nặng nề hơn trước. Lần này thực sự là đóng cửa đánh chó. Những kẻ này tính toán vân môn của hắn, trong lòng Dương Mỗ hận bọn họ muốn chết. Nhất là khi hắn không có ở đó, bọn chúng không tiếc hết thảy mà cấu kết ma tộc để tiêu diệt vân môn, quả thực là đáng chết, ghê tởm giống như việc trưởng phu không ở nhà, ác bá đến bắt nạt cô nhi quả mẫu. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, hắn là một người rất quan tâm đến gia đình và tình cảm của mình, chuyện này có thể nói giống như đã chạm đến vảy ngược của hắn, hắn có thể khoan dung độ lượng với việc khác, nhưng trong chuyện như này, có thể nói Dương Mỗ cực kỳ bao che cho con, vô cùng nhỏ nhen. Hắn không tiếc cái giá phải phá hủy vân môn tiên cảnh, cũng phải giết chết những tên ngụy quân tử và đám ma tộc này. Có thể thấy được lửa giận trong lòng Dương Mỗ lớn đến mức nào. Sau khi thú vân lôi mở đại trận, khóe miệng Dương Bách Xuyên nhếch lên, hắn cười giễu cợt, nhìn chằm chằm vào hai phái của ma đạo. Hắn không vội vàng xuất thủ, trò hay mới chỉ bắt đầu mà thôi. Thứ mà ma tộc tiêu diệt chỉ là vài con tẩu thú và côn trùng nhỏ do hắn dùng phương thốn càn khôn tạo ra, tất cả đều là động vật vô tri vô giác như khỉ và ong trong hoa viên của Lam Tâm Tiên Vương. Đám trùng rất nhanh bị diệt sạch, nhưng bọn chúng vẫn không phát hiện ra điểm bất thường. Ma quân đại nhân chớ phạm sai lầm, những sinh linh ở vân môn này dường như không phải là sinh vật tu luyện, không có linh trí, có gì đó không đúng ở đây. Cửu bá quay về chỗ Vu Minh Tuyền báo cáo. Đại ma đầu Vu Minh Tuyền sắc mặt âm trầm nói, đại trận vân môn đã đóng lại, những tên khốn tán tiên đó thực sự đang tính kế chúng ta, có khả năng chúng và vân môn đang liên hợp lại cùng nhau tính kế, chúng ta đi thôi, đừng hoảng sợ, đã không tìm thấy mấy đại yêu kia của vân môn, vậy thì đi theo bổn quân để giết sạch đám ngụy quân tử kia. Khi Vu Minh Tuyền nói chuyện đã ra lệnh thu nạp những ma tộc đến vì tán tiên. Mà lúc này, bên phía tán tiên cũng có chút bối rối. Bọn họ vừa mới triệu hồi được một số tu chân giả của thánh địa ra thì phát hiện ra đại trận vân môn vốn bị phá hủy lại được kích hoạt. Chuyện gì xảy ra, không phải đại trận vân môn đã bị chúng ta phá hủy rồi sao? Làm thế nào mà nó có thể khởi động lại? Thiên Lang chân quân nhìn Nạp Lan Phong, vẻ mặt âm trầm, Nạp Lan đạo hữu, người đã nói gì với ma tộc rồi? Tại sao đại trận vân môn lại được khôi phục lần nữa, người đang liên hợp với ma tộc để giết chúng ta sao? Cái mồm thối của ngươi chỗ nào cũng phun bậy được nhỉ, nếu bản tọa liên hợp với ma tộc thì bản tọa đến đây làm gì? Nạp Lan tức giận. Nhưng đại trận vân môn rõ ràng đã bị chúng ta phá hủy, tại sao nó lại được kích hoạt? Tam kiếm thượng nhân của Thiên Kiếm Sơn nói. Đừng ồn ào nữa, ma tộc đang ở đây, chuyện này quá kỳ quái, nếu không phải ma tộc đang làm trò, thì chính là đám người vân môn đang dở trò quỷ, trước tiên đừng nhiều lời, mau ứng phó với ma tộc, bất kể như thế nào. Hôm nay ma tộc của toàn bộ tu chân giới đều hội tụ lại với nhau, chúng ta có 50 vạn tu sĩ, đủ để tiêu diệt tất cả ma tộc, bây giờ thì phải chu ma trước. Lăng Duyệt của Thông Tiên Cung nói. Giết sạch tu chân giả. Lúc này, đại ma đầu Vu Minh Tuyền đã mang theo 7, 8 vạn ma tộc đuổi giết tới. Chư vị, chúng ta hôm nay phải trừ ma vệ đạo. Linh Nguyệt cũng mở miệng ra lệnh. Giết! Giết! Hai bên ma đạo như nước với lửa. Trong chốc lát đã lao vào chém giết lẫn nhau. Lúc này, Dương Bách Xuyên và Thú Vân Lôi ẩn nấp trên không quan sát tình hình. Thánh chủ, ta thấy đám ma tộc này sắp trụ không nổi, sợ là hôm nay phải diệt vong. Thú Vân Lôi ngồi xổm bên cạnh Dương Bách Xuyên nói. Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, không hẳn. Bên phía tán tiên có tận 50 vạn tu sĩ, mà phía ma tộc chỉ có 7, 8 vạn người. Thú Vân Lôi nói, cuộc chiến giữa tu sĩ không được đo bằng số lượng. Ma tộc so với tu chân giả có một ưu thế tự nhiên là có được ma khí bá đạo, có thể khắc chế chân khí của tu chân giả, mà thủ đoạn sử dụng ma thuật của ma tộc chính là không kiêng nể gì, nếu ở trong cùng một cảnh giới hoặc thấp hơn ma tộc thì rất khó có thể đánh lại. Hơn nữa, nhìn hôm nay có vẻ tu chân giả có ưu thế về số lượng, nhưng trên thực tế, ngươi cũng không để ý, bên phía tu chân giả có không ít kẻ tu vi bình thường, như vậy thì trên chỉnh thể thực lực đã giảm xuống rất nhiều. Còn về phía ma tộc, tứ đại kim cang dưới trướng đại ma đầu Vu Minh Tuyền rất khó có đối thủ, tu vi của ma tộc về cơ bản đều khá cao, tuy số lượng ít,
nhưng thực lực không tồi, đấy là còn chưa tính đại ma đầu Vu Minh Tuyền. Lai lịch thực sự của ma đầu này cũng không phải là sinh linh của tu chân giới, mà là đến từ tiên giới, ma hồn càng bất phàm, nhục thân bị phá hủy, ma hồn còn bị phân thành mấy mảnh, bị trấn áp ở nhiều nơi, một trong số đó chính là thứ ta gặp ở Thái Huyền Tông hồi đó, vào thời điểm đó, chỉ là một mảnh tàn hồn đã có thể ngang với phi thăng cảnh, bây giờ sau ngần ấy thời gian, tu vi và thực lực của lão ma đầu này đã trở lại, ta ước chừng tu vi của lão ma đầu này còn mạnh hơn một chút so với tán tiên tứ chuyển. Cho nên nếu nói tu chân giả muốn tiêu diệt lão ma đầu, dựa vào thực lực mà chúng ta thấy bây giờ là quá sức với bọn họ, chờ mà xem, ta luôn cảm thấy lão ma đầu này càng ngày càng không đơn giản, đương nhiên mấy vị tán tiên cũng phải có thủ đoạn, bây giờ chúng ta không cần phải vội. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía chiến trường. Toàn cảnh chiến đấu của mấy chục vạn tu sĩ oanh liệt vô cùng, lại càng đẫm máu, nhưng hắn không chớp mắt dù chỉ một lần. Mong muốn duy nhất trong nội tâm Dương Mỗ lúc này là, toàn quân hai bên đều bị diệt hết. Nhưng hắn biết chuyện này không thực tế. Lão ma đầu Vu Minh Tuyền khó đối phó, nhưng bên phía tán tiên, 6 người cộng thêm một kẻ mang huyết thống, đến từ đảo tán tiên và tiểu yêu giới, làm sao có thể như đèn cạn dầu. Bây giờ hắn đang chờ cơ hội, chờ một cái cơ hội có thể giết sạch toàn bộ đám khốn này. Cơ hội này chính là nhìn mấy lão bất tử giữa sân không còn thủ đoạn. Trọng điểm của trận chiến giữa hai bên không phải là những tu sĩ cấp thấp, mà là những cao thủ cường đại. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, giữa sân đã máu chảy thành sông, thây chất như núi. Mấy vạn người tử thương. Đúng như Dương Bách Xuyên dự đoán, mấy vạn người đã chết, phần lớn là tu chân giả. Mà 7-8 vạn người của ma tộc cũng đồng thời tổn thất trong trận này. Lãnh đạo cấp cao của hai bên đều không có động tĩnh gì. Đứng ở phía sau lạnh lùng quan sát, để cho đệ tử cấp thấp của hai bên chiến đấu, đây là trận chiến giữa hai đạo chính ma. Cho dù là lão ma đầu Vu Minh Tuyền hay tán tiên, kỳ thực đều muốn xem sức mạnh tổng thể của các đệ tử hai bên là bao nhiêu. Lại qua hơn 10 phút, ma tộc đã tổn thất 8 phần, chỉ còn lại chưa đến 2 vạn đệ tử trên chiến trường. Mà tổn thất bên phía tu chân giả còn lớn hơn, gần 10 vạn đệ tử vẫn lạc. Thực lực tổng thể của đệ tử hai đạo chính ma trong nháy mắt đã rõ ràng, bên phía tu chân giả yếu hơn rất nhiều. Nếu là trong một trận đại chiến cùng cấp độ và số lượng, hiển nhiên ma tộc sẽ thắng lớn. Cho nên, Lăng Duyệt bên phía tán tiên ra lệnh rút quân, đồng thời nàng ta chào hỏi vài vị cường giả tán tiên xung quanh, phi thân thẳng đến lão ma đầu và tứ đại kim cang. Cuộc chiến giữa các đệ tử cấp thấp không thể tiếp tục, mặc dù có thể giết sạch đệ tử của ma tộc, nhưng cũng sẽ mấy phương đại thương nguyên khí. Được không bù được mất. Bây giờ còn hơn vạn ma đầu lớn nhỏ, hẳn là nên để tu sĩ cấp cao như bọn họ xuất thủ. Đồng thời xuất thủ còn có thánh chủ của năm thánh địa, như Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông, Thông Tiên Cung và Thánh Địa Đao Trùng. Đương nhiên, giờ phút này, so với những tán tiên, bọn họ chỉ có thể đi theo phía sau. Những tán tiên này đều là mấy vị tiền bối đi ra từ đảo tán tiên của riêng từng thánh địa, có các vị tiền bối này dẫn đầu. Bọn họ không thể làm chủ được. Cũng giống như cung chủ Diệu Tiên của Thông Tiên Cung và thánh chủ của Thánh Địa Đao Trùng, kỳ thực bọn họ phản đối việc hy sinh Vân Môn để tiêu diệt ma tộc, nhưng đối mặt với tiền bối đến từ thánh địa của mình, họ chỉ có thể tuân theo, dẫu sao một cánh tay không thể lay chuyển được cả ngọn núi. Giết, 4 người các người phân nhau ra đi tiêu diệt mấy tên thánh chủ kia, 3 người còn lại mỗi người sẽ đối phó với một tên tán tiên, những tán tiên còn lại đều giao cho bổn quân xử lý. Lần này Vu Minh Tuyền híp mắt lại, chỉ huy tứ đại kim cang bên cạnh. Tuân theo mệnh lệnh của ma quân, tứ đại kim cang phi thân lên, hướng về phía tán tiên mà chém giết. Lúc này, Vu Minh Tuyền hướng lên trời hét lớn, ma khí toàn thân phóng lên trời, thân thể đột nhiên cao tới mấy trăm mét, hóa thành một người khổng lồ bao phủ bởi ma khí, trên đầu có 2 sừng và ma văn màu máu trên mặt. Khí tức đột nhiên khóa chặt 3 tán tiên và người nắm giữ huyết mạch Thiên Lang chân quân. Lão ma đầu Vu Minh Tuyền phóng thích ma khí ngập trời, Dương Bách Xuyên từ xa cảm nhận được, đúng như hắn dự đoán, lão ma đầu này lại mạnh hơn một chút. Không chỉ Dương Bách Xuyên bị khí tức của lão ma đầu làm chấn kinh, mà 3 vị tán tiên và Thiên Lang chân quân bị khí tức của lão ma đầu khóa chặt cũng hãi hùng khiếp vía. Thiên Lang chân quân nghiêm túc nói, chư vị, có gì đó không đúng, thực lực của ma đầu này gần ngang với cấp bậc tán tiên ngũ chuyển, chúng ta sợ là đã gặp rắc rối lớn, đều xuất thủ hết toàn lực. Nếu không có một người ngã xuống, những người còn lại sẽ bị giết từng người một. Đúng vậy,
những gì Thiên Lang chân quân nói rất đúng, khí tức của lão ma đầu có thể sánh ngang với cấp bậc ngũ chuyển tán tiên, chúng ta đều phải cố hết sức không được chủ quan, nếu không mọi người sẽ bị lật thuyền trong mương Tam Kiếm Thượng Nhân xuất Thiên Kiếm Sơn phụ họa. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp thực lực của lão ma đầu này. Bốn người bị lão ma đầu Vu Minh Tuyền nhắm vào, từng người đều mang vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng vào lúc này, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Mà lão ma đầu căn bản sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào để rút lui và đào tẩu, sau khi hóa thành thân thể khổng lồ liền bắt đầu công kích bốn người. Khi nắm đấm khổng lồ đập tới, cũng không hề giảm tốc độ chút nào vì quá lớn, cơ hồ là nhanh như chớp đập lên đầu bọn họ. Âm! Sau một tiếng nổ, bốn người chật vật tản ra, nhưng cũng không bị thương, cũng không cưỡng ép đối kháng với lão ma đầu Vu Minh Tuyền. Ba tán tiên cộng thêm một Thiên Lang chân quân. Sau khi né tránh một đòn của Vu Minh Tuyền, lập tức vung tay tấn công lão ma đầu, mỗi người đều cầm một thanh pháp khí tự mình triệu hoán ra, mang theo khí tức cực kỳ cường đại hướng phía lão ma đầu Vu Minh Tuyền mà công kích. Dương Bách Xuyên cùng Thú Vân Lôi đang ẩn thân trên không vô cùng thích thú quan sát trận chiến, hắn thấy khóe miệng lão ma đầu lúc này lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tự lẩm bẩm, sợ là có kẻ muốn gặp xui xẻo. Vừa dứt lời, quả nhiên nhìn xuống giữa trận, khi bốn người tấn công lão ma đầu Vu Minh Tuyền, ma khí toàn thân lão ma đầu bùng nổ, lúc bốn người đến gần hắn chỉ còn 3 mét. Dương Bách Xuyên nhìn thấy từng cái đầu lâu xuất hiện trong ma khí trên thân Vu Minh Tuyền, là đầu lâu do ma khí tạo thành. Khi nhìn cảnh này, Dương Bách Xuyên không nhịn được chửi thề, chết tiệt. Lão ma đầu đáng chết này. Đầu lâu mà hắn nhìn thấy lại là một linh hồn thể, từ trong ma khí của lão ma đầu toát ra từng cái đầu lâu cùng từng gương mặt gớm ghiếc, giao nhau giữa hư hư thực thực. Khí tức phát ra từ vô số đầu lâu này, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được khí tức của linh hồn từ trong đó, hẳn là lão ma đầu này đã luyện hóa linh hồn của phàm nhân trở thành ma nô. Từ trong đó liên tục không ngừng xuất hiện, có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn có đứa bé mới mấy tháng tuổi. Khi những đầu lâu mang theo ma khí mạnh mẽ này ra khỏi cơ thể của lão ma đầu Vu Minh Tuyển, sau khi thành hình, chúng hóa thành một thực thể như người bình thường. Lúc này oán khí phóng lên ngập trời. Gần như có thể nhìn thấy thực thể hóa, sau từng đợt oán khí bùng phát, chúng ngưng tụ lại với nhau, trực tiếp đốt phá đại trận Vân Lôi tiến thẳng lên 9 tầng mây. Suýt! Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh, con mẹ nó tên này rốt cuộc giết bao nhiêu người mới có thể tích tụ nhiều oán khí như vậy? 10 vạn, 100 vạn, hay là còn nhiều hơn? Đây vẫn chỉ là oán khí của đám đầu lâu hoặc là nói oán linh ma nô tạo thành mà thôi. Hắn thật không biết lão ma đầu đã làm gì mà khiến những phàm nhân này có oán khí cường đại như vậy. Dương Bách Xuyên không ngạc nhiên khi oán khí có thể đột phá hoặc xuyên qua đại trận Vân Môn, bởi vì đại trận Vân Môn là một sức mạnh sấm sét thực chất hóa, nhưng oán khí vẫn là cỗ oán niệm, không phải là lực lượng thực sự, cho nên đại trận Vân Môn cũng không thể đỡ nổi. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên đã hiểu rõ vì sao tu chân giới lại muốn tách rời chính đạo và quỷ đạo. Lão ma đầu tàn sát nhiều phàm nhân như thế, gã hoàn toàn không nghĩ tới bị thiên khiển, đây chính là ma đạo, muốn làm gì thì làm, tùy tâm sở dục. Mà đôi khi trong chính đạo cũng xuất hiện ngụy quân tử, giống như mấy lão bất tử tán tiên kia mặc dù tính toán Vân Môn của hắn, nhưng Dương Bách Xuyên biết rằng không ai trong số bọn họ dám tàn sát nhiều phàm nhân một cách vô đạo đức như vậy, mà lại sau khi giết còn luyện hóa linh hồn của bọn họ thành ma nô. Sau đó lại sử dụng nó để trở thành một phần sức mạnh của chính mình. Từ đó sinh ra oán khí khiến trời đất cũng phải thất sắc. Tu chân giả cũng giết người, nhưng rất ít người sẽ giết phàm nhân, chứ chưa nói tính đến việc giết đến trăm vạn, ngàn vạn người, thậm chí còn dùng linh hồn của phàm nhân để tu luyện. Nhưng ma tộc lại làm điều đó, mà không có bất kỳ sự kiêng nể nào. Một số tu chân giả có thể đã giết phàm nhân, nhưng lại sẽ không bao giờ dám giết nhiều người như vậy. Tu chân giả giết người là tu sĩ, không phải phàm nhân. Nếu một tu chân giả chính đạo dám giết phàm nhân như thế này, đến lúc độ kiếp sẽ biến thành cho tàn dưới thiên lôi, hoặc là sinh ra tâm ma, ắt phải diệt vong. Tất cả đều ở dưới chân thiên đạo, Dương Bách Xuyên không thể hiểu được đám ma đầu kia làm sao dám làm chuyện này. Dương Bách Xuyên nhìn khuôn mặt của những linh hồn đều tràn đầy oán hận cùng đau đớn thống khổ, chắc chắn họ đã bị lão ma đầu khống chế bằng bí pháp nào đó. Đến chết cũng không được siêu sinh, linh hồn còn bị dày vì như vậy. Chuyện này thực sự khiến Dương Bách Xuyên càng nhìn càng đỏ mắt. Không phải do hắn từ bi, mà là, hắn, Dương Bách Xuyên, cũng là từ một phàm nhân mà tu luyện, chung quy cũng là một phàm nhân,
nhìn thấy những ma hồn bị lão ma đầu khống chế này, trái tim hắn gầm thét. Đáng chết vạn lần. Dương Bách Xuyên nghiến răng. Tuy nhiên, vào giờ phút này, ma hồn vô tận do lão ma đầu phóng thích đã quấn vào ba tán tiên và thiên lang chân quân rồi. Hu hu hu, hức a a a. Trên trời dưới đất không có âm thanh nào khác, chỉ có từng tiếng quỷ khóc sói gào tràn ngập oán niệm. Thanh âm mà Dương Bách Xuyên nghe thấy lúc này, hắn cho rằng đây mới thực sự là tiếng quỷ khóc sói tru. Giữa lúc quen thuộc, Dương Bách Xuyên thấy bốn người hoàn toàn bị chôn vùi bên trong ma hồn ngập trời. Mà lão ma đầu lại cười điên cuồng, hai tay hợp lực, gã đột nhiên xuất thủ hướng về phía ma hồn che khuất cả bầu trời, bao trùm ba vị tán tiên và thiên lang chân quân. Ầm ầm. Sau hai tiếng nổ lớn, ma hồn tiêu tán một diện rộng, tiếng kêu thảm cũng lần lượt vang lên. Ngay sau đó, hai cột sáng cũng bộc phát ra từ bên trong đám ma hồn. Một cột kim sắc, một cột huyết sắc. Màu kim khiến Dương Bách Xuyên cảm nhận là kiếm khí cường hoành, còn màu máu lại yêu khí ngập trời. Khoảnh khắc tiếp theo là tam kiếm thượng nhân của Thiên Kiếm Sơn tóc tai bù xù chạy ra, trong tay cầm một thanh kiếm, chính xác là một thanh kiếm gãy, nhưng thanh kiếm gãy này lại có khí thức của hồng hoang, kiếm ý tản ra, tràn ngập toàn bộ vân môn tiên cảnh. Mà theo sau là thiên lang chân quân mang theo phát quan màu xanh, trên mặt tràn đầy hoa văn, lúc này, hai tay của thiên lang chân quân hóa thành vuốt sói, một tia lạnh sắc bén thoáng hiện. Hai người này thoát ra được, nhưng hai tán tiên còn lại cũng không may mắn như vậy, trực tiếp hóa thành xương máu, là bị lão ma đầu Vu Minh Tuyền giết chết lúc bị ma hồn khống chế. Tam kiếm thượng nhân của Thiên Kiếm Sơn và Thiên Lang chân quân không ngờ rằng lão ma đầu kia lại thật sự nuôi dưỡng một đám ma hồn khổng lồ như vậy, sau khi hai người bọn họ chạy thoát, sắc mặt hai người xanh mét. Ma đầu lớn mật, giết phàm nhân, luyện hóa linh hồn làm nô lệ, ngươi không sợ bị thiên khiển sao, hôm nay lão phu dù có bỏ mạng cũng sẽ chém đầu ngươi. Chính là tam kiếm thượng nhân lên tiếng. Nếu không diệt trừ ma đầu này, căn cơ của Tử Chân giới chắc chắn sẽ bị phá hủy. Thiên lang chân quân cũng trầm giọng nói. Ha ha ha, bổn quân đến từ thượng giới, các ngươi nghĩ bổn quân sẽ sợ thiên khiển của tu chân giới sao, nói đùa, hôm nay hãy nhìn bổn quân luyện hóa các ngươi thành ma nô đi ha ha ha. Lão ma đầu Vu Minh Tuyền cười to. Giết, lão ma đầu ra sát lệnh, nhưng đó là vô số ma hồn quét về phía đệ tử của năm đại thánh địa của tu chân giới, đi như bão táp. Mà những người khác đang chiến đấu, tứ đại kim cương dưới trướng ma đầu, một mình cừu bá đánh nhau với năm vị thánh chủ Diệu Tiên bọn người, nhưng bọn chúng đã giết chết thánh chủ Thiên Kiếm Sơn và thánh chủ của Bách Luyện Sơn Trang, còn lại Diệu Tiên cùng thánh chủ Đao Trùng cộng thêm thánh chủ của thần Phù Linh Tông đang chật vật chống đỡ, xem ra sẽ không kéo dài được bao lâu. Mà hơn một vạn ma chúng, lúc lão ma đầu Vu Minh Tuyền phóng thích một số ma hồn oán linh, lại trà trộn trong đó vọng tới chỗ đệ tử của năm đại thánh địa. Về phần ba vị tán tiên còn lại và tam đại kim cương dưới trướng ma đầu lại là ngang tài ngang sức. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên trốn ở lôi đình trên không, cuối cùng thở dài. Hắn sẽ không nhìn xuống nữa, mặc dù tu chân giả tán tiên rất đáng ghét, thế nhưng... khi hắn nhìn thấy ma hồn và oán linh do lão ma đầu Vu Minh Tuyền luyện chế, hắn vẫn cảm thấy ma đầu này là đáng hận nhất. Về phần tính toán của một ít tán tiên đối với hắn, hắn tất nhiên sẽ không buông tha. Nhưng trong số đệ tử của năm thánh địa bên phía tu chân giả, so với ma tộc, trong lòng hắn đã đưa ra quyết định sau khi so sánh. Một cái lắc mình liền xuất hiện trên không trung chiến trường, vung tay lên, phóng ra toàn bộ đại yêu cấp bậc phi thăng cảnh cùng đám tu sĩ nhân tộc lôi lão hổ, chậm rãi nói, tiêu diệt tất cả tu sĩ ma tộc, một tên cũng không để, giết. Khi Dương Bách Xuyên vung tay lên, toàn bộ cao thủ thuộc vân môn tiên cảnh cùng xuất hiện, hai vạn thiên yêu đều là cảnh giới phi thăng. Trong số đó, tứ đại yêu xuất tử Hoàng, Thanh Ngưu, Khổng Tước, Chuột Phương Hiện đều đã đạt tới cảnh giới phi thăng đại viên mãn, nếu cộng thêm thiên phú thần thông của từng cá nhân thì bọn họ quả thực vô cùng đáng gờm. Ngoài ra, còn có lôi lão hổ và mười mấy nhân tộc cũng ở cảnh giới phi thăng góp mặt. Đặc biệt, trong số này có những người Dương Bách Xuyên đã đưa ra khỏi vô gian các như Khoáng Tùy Phong, Mộ Mãn Thiên. Đám người này toàn là lão quái vật sống đến hàng vạn năm tuổi, có bản lĩnh phong phú. Nếu ở tu chân giới thì họ cũng phải là cao thủ hàng đầu. Cộng thêm nghé con, tiểu phượng hoàng và đám chân long do Mai Tỷ chỉ huy, đội hình này có thể nói là vô cùng hùng hậu. Hơn nữa, tiên sủng thực thụ ngũ sắc thần Ngưu cũng ở bên cạnh như hổ rình mồi. Hiện giờ thánh chủ Dương nào đó đã trở về, toàn thể vân môn tiên cảnh đều có trụ cột chống lưng, chỉ cần có hiệu lệnh là khí thế của họ sẽ bốc lên hừng hực. Khi bọn họ lần lượt hiện thân,
mặt trời và bầu trời dường như bị che khuất. Dương Mỗ Nhân cầm kiếm đồ long, mái tóc trắng tung bay, lơ lửng trên không trung, sau lưng là cường giả đông đảo như mây. Cảnh tượng này thật sự quá hùng mạnh và khủng khiếp. Nhất thời, cả hai phe tán tiên hay ma tộc đều cảm thấy chấn động trước cảnh tượng bất ngờ này. Lúc này, hai bên vô thức dừng tay lại, ngay cả đám ma hồn do Vu Minh Tuyền điều khiển cũng khựng lại. Bên phe tán tiên tò mò, chẳng phải lúc trước người của Vân Môn đã bị ma tộc tiêu diệt hay sao? Đám, nhân tộc và thiên yêu này chui ra từ đâu thế? Điểm mấu chốt là mọi người nhìn thấy một thanh niên có mái tóc trắng bay bổng. Tất cả đều biết hắn chính là chủ Vân Môn tiên cảnh Dương Bách Xuyên. Chẳng phải người ta nói Dương Bách Xuyên đã biệt tâm biệt tích mấy chục năm nay, còn đồn là Dương Bách Xuyên đang du hành trên các vị tinh tú hay sao? Tại sao hắn lại xuất hiện thế này? Dương Bách Xuyên trở về từ khi nào? Trong lòng mọi người đều hiện lên một dấu hỏi lớn. Bên phe ma tộc cũng có chung thắc mắc, lúc này, ma tộc mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra đại yêu của Vân Môn mà bọn họ giết chết hoàn toàn không phải là lực lượng mạnh nhất, thảo nào không tìm được yêu nghiệt nào ở đẳng cấp độ kiếp. Thì ra đám bị giết chết chỉ là một số đệ tử tầm thường của Vân Môn tiên cảnh. Người của ma tộc không biết rằng đám yêu mà bọn họ giết chết lúc trước căn bản không được xem là đệ tử Vân Môn, chúng chỉ là những sinh linh được Dương Mỗ Nhân biến hóa từ pháp tắc thần thông Phương Thốn Kiền Khôn và được sử dụng để khiến đối phương lơ là mà thôi, hay nói đúng hơn là mồi nhử. Chúng ta bị lừa rồi, có kẻ bên ma tộc thốt lên. Hình như chúng ta bị răng bẫy, phe tán tiên cũng có người lên tiếng. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên lộ diện, thấy các đại yêu đẳng cấp phi thăng xuất hiện dập trời, tất cả mọi người đều đã ngộ ra. Đặc biệt là mấy lão già tán tiên từng ủ mưu giải quyết Vân Môn tiên cảnh, lại càng sửng sốt và hốt hoảng hơn. Lăng Duyệt của Thông Tiên Cung cười khổ, chúng ta mưu hại Vân Môn và ma tộc. Không ngờ, chính chúng ta cũng bị người ta lùa vào trong. Đúng vậy, bây giờ rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao đại trận Vân Môn lại bị đóng lại. Thì ra chúng ta chưa hề phá hủy được đại trận của người ta cố tình cho chúng ta tiến vào. Lão Phu sống hơn vạn năm tuổi, đến hôm nay coi như đã được mở mang tầm mắt, ha ha. Lão Tử Tán Tiên đứng sau lưng Lão Tử Thánh Địa Đao Chủng cười cay đắng. Ban đầu, khi tính kế mưu hại Vân Môn, các thánh chủ Thánh Địa Đao Chủng cùng thời với lão ta ở tu chân giới đều không tán thành, nhưng lão ta vẫn hành động theo kiểu gặp sao hay vậy. Giờ thì hay rồi. Nhìn vào thanh niên tóc trắng chẳng biết đã trở về từ lúc nào kia, hắn nắm quyền chủ đạo trong thế cục hôm nay rồi, có lẽ sự việc hôm nay sẽ không thuận lợi đâu. Tán tiên thánh địa đao chủng thầm cười khổ. Ngoài vị tán tiên thánh địa đao chủng kia thì tán tiên Lăng Duyệt của Thông Tin Cung cũng có chung quan điểm này. Cung chủ đương thời của Thông Tin Cung là Diệu Tiên cực lực phản đối việc nàng ta mưu hại Vân Môn, thậm chí còn nhắc đến sư muội Tử Hà đã phi thăng lên tiên giới, Tử Hà cũng chính là sử tỷ của Dương Bách Xuyên. Vì mối quan hệ này, Thông Thiên Cung không thể hại Vân Môn của Dương Bách Xuyên được. Xong, Lăng Duyệt không chịu nghe lời, lấy cớ rằng hy sinh Vân Môn là có thể tiêu diệt ma tộc. Địa vị lãnh đạo tu chân giới của Thông Thiên Cung không thể bị lay động. Lấy Vân Môn làm mồi dụ thu hút ma tộc, còn các nàng sẽ hợp sức diệt trừ ma tộc, đó quả là công đức lớn lao. Trong mắt tán tiên các nàng, Vân Môn chỉ là một bộ phận nhỏ của tu chân giới, cùng lắm là bảo vệ được khoảng trăm ngàn sinh linh. Nhưng ma tộc lại là mối nguy cơ rình rập quanh tứ phía tu chân giới, người tu chân và người bình thường đều sẽ là nạn nhân bị ma tộc giết hại. Trong 40 năm ma tộc phục hồi, số lượng sinh linh chết dưới tay ma tộc đâu chỉ là mấy nghìn mấy vạn người. Do đó, Lăng Duyệt và những người khác đều đồng ý sẽ biến Vân Môn thành tốt thí để diệt trừ ma tộc. Nhìn vào hiện trạng, xem chuyện này đã vượt quá tầm kiểm soát rồi. Tiểu Ngũ nhìn lên thanh niên tóc trắng trên không trung, vẻ mặt hắn thâm trầm như nước. Sau khi quan sát, nàng ta nhận ra ánh mắt hắn vô cùng lạnh lùng, không chút cảm xúc. Ánh mắt này làm một tán tiên tứ chuyển như nàng cũng cảm thấy run rẩy trong lòng, tránh né đôi mắt hắn theo bản năng. Cùng với điều đó, Tiểu Ngũ còn có chút tức giận. Bản thân mình đường đường là tán tiên tứ chuyển cơ mà, tại sao lại phải e sợ một tử cảnh giới phi thăng trung kỳ? Thật là nực cười. Tuy vậy, sâu trong lòng Tiểu Ngũ, nàng ta lại cảm thấy rất bất an. Dù sao vẫn có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều người cùng nhìn lên chân trời. Đúng lúc này, họ nghe thấy thanh niên tóc trắng thốt ra một chữ, giết. Nhất thời, các đại yêu và cao thủ cảnh giới phi thăng sau lưng hắn cùng lao thẳng xuống dưới, mục tiêu chính là hơn một vạn đệ tử ma tộc còn lại. Growl. Giết giết giết.
tiếng chém giết dậy lên ngút trời. Thế trận bên phía ma tộc loạn hết cả lên. Thiên yêu của Vân Môn hoàn toàn bộc phát. Mấy chục năm trước, bọn chúng bị đám ma tộc do lão ma đầu kia chỉ huy tấn công. Dương Bách Xuyên chưa trở lại, bọn chúng chọn cách bảo thủ là phong tỏa núi, hết sức bức bối. Hiện tại, thánh chủ Dương Bách Xuyên đã trở về. Có người chống lưng cho, chúng đã có thể xả ra cơn tức sự ấm ức bị dồn nén lâu nay. Một cuộc thảm sát gần như nghiêng về một chiều chính thức bắt đầu. Mệnh lệnh thánh chủ Dương Bách Xuyên đưa ra rất rõ ràng, diệt sạch ma tộc không chừa một mống. Các thiên yêu cấp đại yêu và đám lôi lão hổ, khoáng tùy phong được giết chóc xả láng. Không hề nương tay với bọn ma tộc kia. Chứng kiến cảnh này, những tu chân giả và người của các đại thánh địa thầm thở phào nhẹ nhõm, miễn là không nhắm vào họ thì tốt rồi. Lúc này, thánh chủ Thông Tiên Cung, thủ lĩnh các thánh địa Diệu Tiên và thánh chủ Đao Chủng là hai người lên tiếng đầu tiên, chúng đệ tử, theo ta diệt ma. Hai người biết nếu người của Vân Môn ra tay thì đây sẽ là cơ hội hiếm có để tiêu diệt ma chúng. Diệu Tiên và thánh chủ Đao Chủng lập tức dẫn theo đệ tử của mình gia nhập cuộc chiến. Ba nhà Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phù Linh Tông ở lại, trong số ấy hai thánh chủ thánh địa đã chết dưới tay thủ phách trước đó, hiện tại chỉ còn một thánh chủ của Thần Phù Linh Tông. Thấy Diệu Tiên và thánh chủ Đao Chủng tiến vào trận chiến tiêu diệt ma tộc, ông ta đấu tranh trong lòng một hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng nói với các đệ tử, theo bổn tọa trừ ma. Chỉ còn Thiên Kiếm Sơn và Bách Luyện Sơn Trang, tuy thánh chủ của họ đã vẫn lạc nhưng các trưởng lão vẫn ở đây. Thấy nhà khác đã xông lên, trưởng lão cũng đứng ra hô hào đệ tử hòa mình vào đội ngũ tiêu diệt ma tộc. Nhìn thấy người của các thánh địa gia nhập hàng ngũ diệt ma tộc, Dương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi xa sầm. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhận ra ma hồn đang ùn ùn kéo tới xoáy tròn trên chiến trường, đồng thời nhìn thấy thủ hạ của ma đầu là tứ đại kim cương xông lên, hắn nhất thời cất giọng bảo, Cà Lam, độ hóa những ma hồn kia đi, giúp chúng được giải thoát. Dương Bách Xuyên biết tiên sủng ngũ sắc thần nghiêu có cách triệt tiêu oán khí của ma hồn. Ngũ sắc thần nghiêu vốn đang náu mình sâu trong mây mù, nghe lệnh Dương Bách Xuyên, toàn thân nó lập tức tỏa ra hào quanh ngũ sắc ngăn chặn oán khí của ma hồn. Dương Bách Xuyên tập trung theo dõi lão ma đầu và một số tán tiên trong trận, đây là những người mạnh nhất ở đây, nhưng không ai hành động. Nhưng, sau khi thuộc hạ của ma đầu là tứ đại kim cương ra tay thì Dương Bách Xuyên cũng trực tiếp ra hiệu cho đám thần thú chim thần tiểu phượng hoàng. Nghé con, trồn con, mai tỷ hành động. Chỉ là bốn ma đầu hơi có bản lĩnh mà thôi, hắn cảm thấy tu vi của chúng đã vượt qua cảnh giới phi thăng, nhưng chắc là có hạn. Các thần thú, chim thần như tiểu phượng hoàng, nghé con và con trồn của mai tỷ hoàn toàn đủ sức đối phó, coi như là rèn luyện một chút kinh nghiệm thực chiến. Lúc này, Dương Bách Xuyên đang đứng lơ lửng trên không trung, đưa mắt nhìn xuống cả một vùng đất. Dưới đất có hai phe. Từ khi Dương Bách Xuyên xuất hiện, ánh mắt lão ma đầu Vu Minh Tuyền luôn theo dõi Dương Bách Xuyên không rời mắt, không nói không rằng, không ra tay hành động, cũng mặc kệ sự sống chết của đám ma chúng, như thể cái chết của ma chúng không ảnh hưởng gì đến gã. Bên thứ ba là phe tán tiên, lúc trước đã có hai người bị lão ma đầu giết, bây giờ chỉ còn lại năm người, tất cả đều đứng im không nhúc nhích, tạo thế chân vạc, quan sát lẫn nhau. Hơn một vạn ma chúng của ma tộc đã tiêu đời, đại yêu Vân Môn gia nhập. Sau đó lại có người của các đại thánh địa tham gia, cuộc tàn sát gần như chỉ nghiêng về một chiều, trận chiến kết thúc. Tứ đại kim cương thuộc hạ của lão đầu vẫn đang bị thần thú tiểu phượng hoàng và nghé con quấn chân, mặc dù vẫn đang tấn công lẫn nhau nhưng có vẻ cũng không cầm cự được lâu nữa. Đúng lúc này, lão ma đầu đột nhiên lên tiếng. Gã nói với Dương Bách Xuyên, tiểu tử, không ngờ ngươi lại dám tính kế sau lưng ta, dám trở lại đây. Cũng tốt. Hôm nay bổn quân sẽ tính cả nợ cũ lẫn nợ mới một thể. Cho đại nhân nhà ngươi ra mặt đi, tiểu tử như ngươi không có đủ tư cách để bổn quân động thủ. Khi nào giải quyết xong đại nhân nhà ngươi thì bổn quân sẽ cho cả tiểu tử ngươi lên đường theo. Nghe lão ma đầu nói vậy, Dương Bách Xuyên cảm thấy hơi buồn cười, hắn biết đối phương đang thử thăm dò mình. Hắn cười lạnh, sao nào, lão ma đầu nhà ngươi cũng biết sợ hả? Mấy lần chạm trán trước đó, lão đầu tử và Hắc Liên đều giúp hắn đối phó với lão ma đầu. Hiện tại Dương Bách Xuyên gần như đã trở thành bóng ma ám ảnh trong lòng đối phương rồi. Hừ, tiểu tử chán sống hả? Nếu là mấy chục năm trước thì bổn quân có lẽ còn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng hôm nay thì bổn quân sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Mặc cho ngươi có ai đứng ra bảo vệ, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Lão ma đầu Vu Minh Tuyền có phần tức giận, đúng là gã vẫn khá kiêng dè Dương Bách Xuyên.
Các tán tiên nghe thấy cuộc đối thoại giữa Dương Bách Xuyên và lão ma đầu, tất cả đều dậy sóng trong lòng. Nghe có vẻ như sau lưng Dương Bách Xuyên còn có nhân vật lớn chống lưng. Nhân vật lớn đến mức lão ma đầu cũng phải kiêng kỵ. Chuyện này, bản thân Dương Bách Xuyên đã ghi hận việc bọn họ tính kế với Vân Môn, nếu bây giờ đằng sau Dương Bách Xuyên còn có sự tồn tại của một nhân vật lớn khác, sợ rằng mấy lão già bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa. Đại nhân vật đứng sau Dương Bách Xuyên có thể khiến lão ma đầu phải kiêng dè, điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng đằng sau Dương Bách Xuyên là một nhân vật còn lợi hại hơn cả lão ma đầu. Người ta có sư môn đấy. Trong khi mọi người đang thấp thỏm không yên, Dương Bách Xuyên cũng lên tiếng, hơn nữa những lời hắn nói ra còn làm bọn họ đứng tim. Dương Bách Xuyên nói với đám đại yêu, bày trận giết chết 5 tên khốn kiếp này, để lại lão ma đầu cho ta. Khi 5 người Nạp Lan Ngự Phong nghe thấy Dương Bách Xuyên gọi mình là 5 tên khốn kiếp, còn giơ tay chỉ về 5 người bọn họ. Láo xược, tiểu bối to gan. Thiên Lang Chân Quân là người đầu tiên đưa ra phản ứng, ông ta giận dữ mắng Dương Bách Xuyên. Ha ha, sao vậy? Giận à, nhân lúc ta không có mặt, các người đường đường là tiền bối chính đạo mà lại mưu hại Vân Môn bé nhỏ của ta, chẳng phải là rất sảng khoái hay sao? Dương Bách Xuyên cười khẩy. Hỏi xong, hắn lạnh lùng nói, chửi mắng bọn ngươi khốn kiếp còn là nhẹ nhàng chán. Thế này nhé, bây giờ Dương Bách Xuyên ta cho các người một cơ hội, tự vẫn đi, bằng không ta sẽ nghiền xương đám rùa giả các ngươi thành cho. Ăn nói ngông nghênh thật, bổn tọa muốn xem Dương Bách Xuyên có bản lĩnh gì. Nạp Lan Ngự Phong hừ lạnh. Lúc này, Dương Bách Xuyên lười chăng thèm tốn nước bọt với đám khốn kiếp kia, hắn cất giọng nói với bọn tử hoàng, giết được thì giết. Nếu không đủ sức giết thì ta sẽ dùng trận pháp vây hãm, khiến bọn họ hao mòn dần. Người của ngũ đại thánh địa tu chân giới mà tới can thiệp vào thì giết tất, một người đến thì giết một người. Dứt lời, ánh mắt sắc bén như dao của Dương Bách Xuyên trực tiếp nhắm thẳng vào Diệu Tiên Cung chủ của Thông Tiên Cung và Thánh chủ Đao Trùng. Nếu xét thật kỹ thì hai người này khi xưa cũng từng giúp đỡ hắn, vì vậy Dương Bách Xuyên muốn nhớ chút tình bạn cũ. Nhưng, thái độ của hắn vẫn không khách khí chút nào, hắn nói, hai vị cũng tham gia vào việc mưu hại Vân Môn của ta. Lần này Dương Bách Xuyên ta sẽ coi như các ngươi bị ép vào thế bất đắc dĩ. Vậy phải xem biểu hiện của các ngươi thôi, nếu chủ động ra tay tiêu diệt ma tộc thì chuyện này xem như xí xóa. Sau này, Dương Bách Xuyên ta và toàn thể Vân Môn tiên cảnh cũng sẽ không tính toán so đo với các ngươi. Nếu các ngươi muốn tham gia vào những sự việc về sau, ta nhất định không hề cản trở, NSNG chút tình cảm xưa cũ giữa chúng ta cũng sẽ bị xóa bỏ. Hôm nay, các ngươi đứng cùng phe với mấy tên tán tiên khốn kiếp này. Ta muốn lấy mạng già của bọn hắn. Đừng nghi ngờ ta có bản lĩnh đó hay không. Ta chỉ khuyên các ngươi một câu, hoặc các ngươi có thể coi đó là lời cảnh cáo. Đó là đừng can dự vào. Giờ phút này, Dương Bách Xuyên tỏ ra ngang ngược độc đoán vô cùng, đằng đằng sát khí, không thèm để ý đến cảm nhận của Diệu Tiên và Thánh chủ Đao Trùng mà nói thẳng luôn. Diệu Tiên và Thánh chủ Đao Trùng đã hiểu ý của Dương Bách Xuyên. Sau đây sẽ là trận chiến giữa thần tiên, các ngươi chớ chõ mũi vào. Nếu các ngươi dám nhúng tay vào chuyện này, đừng trách Dương Bách Xuyên đổ sát cả thánh địa nhà ngươi. Lúc này, Diệu Tiên và Thánh chủ Đao chúng không dám nghi ngờ phát biểu của Dương Bách Xuyên. Các nàng và Dương Bách Xuyên từng qua lại với nhau, đều hiểu rõ tính tình Dương Bách Xuyên, cũng biết tốc độ phát triển của hắn. Vài chục năm không gặp, có trời mới biết hiện tại hắn đang có thủ đoạn gì, dù sao nhìn ngoài mặt thì Dương Bách Xuyên chỉ có tu vi phi thăng trung kỳ mà thôi, còn bên trong không biết đã trở thành sự tồn tại chết chóc thế nào. Lần này, tuy các nàng đã phản đối việc các gia tộc tán tiên lợi dụng Vân Môn nhưng vẫn không thể lay chuyển người khác. Những tán tiên kia đều là tiền bối của các tông môn khác trên đảo tán tiên, họ đã lên tiếng thì các nàng không thể không nghe. Các nàng tham gia dưới áp lực khổng lồ, nhưng ai mét ngờ. Dương Bách Xuyên lại thình lình xuất hiện. Hơn nữa, nhìn vào dáng vẻ của hắn, rõ ràng đã sớm biết bọn họ đang ủ mưu lợi dụng Vân Môn. Diêu Tiên và Thánh chủ Đao Trùng bị ánh mắt bén như dao của Dương Bách Xuyên theo dõi chằm chặp, hai người không dám đối mặt với Dương Bách Xuyên, không phải vì sợ, mà là ngại quá. Nhất là Diệu Tiên, nàng trở thành cung chủ Thông Tiên Cung của tu chân giới, và lại còn có công giúp sư muội Tử Hà phi thăng tiên giới. Tử Hà là sư huynh muội với Dương Bách Xuyên, hơn nữa còn là trực hệ. Tán Tiên Lăng Duyệt đến từ đảo Tán Tiên chính là sư thúc của nàng bắt buộc phải can thiệp vào việc này. Nhưng giờ phút này, Diệu Tiên quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện xảy ra kế tiếp.
chưa cần bàn đến việc liệu nàng có bị các thuộc hạ đại yêu của Dương Bách Xuyên giết chết hay không, dù không giết được, nàng cũng không có mặt mũi đối diện với sư muội Tử Hà khi bản thân phi thăng lên tiên giới. Diệu Tiên gật đầu với Dương Bách Xuyên, ý bảo nàng sẽ không tham dự. Thánh chủ Đao Chủng là người biết điều, cũng ra hiệu sẽ không nhúng tay vào. Ngay khi Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, Tử Hoàng đã bao vây 5 người Nạp Lan Ngự Phong. Hơn vạn cao thủ cảnh giới phi thăng kết thành đại trận, khiến 5 tên già Nạp Lan Ngự Phong, Tam Kiếm Thượng Nhân, Cung Chủ Lăng Duyệt, Thiên Lang Chân Quân và Tán Tiên Chân Đan Tử đứng sau Bách Luyện Sơn Trang tái xanh mặt mày. Mặc dù bọn họ là Tán Tiên Tứ Chuyển nhưng tu vị hiện đang bị áp chế, cũng không thể dễ dàng giải phóng tu vi của bản thân được. Vì vậy, với thực lực Tán Tiên Tam Chuyển, việc phải đối mặt với 2 vạn đại yêu ở cảnh giới phi thăng là một áp lực không hề tầm thường. Dương Bách Xuyên không thèm để tâm đến vòng vây bên kia, bởi vì hắn rất tin tưởng bọn Tứ Hoàng, biết chắc 5 lão già nọ cũng không dám giải phóng tu vi Tán Tiên Tứ Chuyển như vậy, bằng không họ sẽ lâm vào cảnh cửu tử nhất sinh dưới thiên kiếp. Cho dù Tứ Hoàng và đại yêu không thể kết liễu 5 tên khốn nạn kia thì bao vây bọn họ cũng không thành vấn đề, đợi hắn xử lý xong lão ma đầu Vu Minh Tuyền trước đã. Nếu đám Nạp Lan Ngự Phong dám giải phóng tu vi tứ chuyển thì hắn cũng có cách áp chế họ. Một giây sau, Dương Bách Xuyên xách theo kiếm đồ long, vừa lăng không tới trước mặt lão ma đầu Vu Minh Tuyền với ma khí cuồn cuộn ngút trời, vừa nói, lão ma đầu, lần trước đều để cho ngươi chạy thoát, lần này tiểu gia thể không cho ngươi cơ hội chạy. Hôm nay, Dương Bách Xuyên ta tiêu diệt ngươi để đòi lại lẽ phải cho các oan linh bị ngươi luyện hóa thành ma hồn, trừ ma giúp thiên địa, trả lại sự trong sạch cho tu chân giới. Ha ha ha, lưỡi của tiểu tư nhà ngươi to thật đấy, không sợ sẽ bị gãy à? Tới đây, để bổn quân xem thử xem thực lực của ngươi có cân xứng với cái lưỡi kia hay không. Lão ma đầu vừa nói vừa gào vào mặt Dương Bách Xuyên, miệng phun từng luồng ma khí đen kịt, biến thành vô số ma hồn và oán linh lao về phía Dương Bách Xuyên. Phá không liệt diễm trảm. Dương Bách Xuyên không hề do dự. Mặc dù rất thương cảm cho các ma hồn oán linh đang xông tới nhưng hắn cũng biết những ma hồn oán linh này đã bị ma đầu luyện hóa để khống chế, không phải chuyện đùa, hiện tại giết chết chúng cũng coi như đang giải thoát cho chúng. Thanh kiếm được dung hợp với pháp tắc cảnh giới phi thăng trung kỳ bắt đầu phát huy sức mạnh, uy lực phi phàm vượt xa quá khứ. Bên trong cơ thể có ngọn lửa của xích diễm Long Châu, cộng thêm uy lực của pháp tắc, kiếm này càng lúc càng mạnh hơn, hóa thành liệt diễm ngút trời. Growl growl, a a a a. Ma hồn oán linh đen ngòm va chạm với ngọn lửa của Dương Bách Xuyên, chúng phát ra những tiếng kêu thét thảm thiết vô cùng chói tai. Dương Bách Xuyên có thể nhìn thấy rõ những gương mặt dữ tợn thống khổ kêu gào thảm thiết đang lần lượt hiện ra giữa đám ma khí và tan biến từng chút một. Trong khoảnh khắc cuối cùng, chúng tỏ vẻ như đã được giải thoát, thậm chí còn bày tỏ sự cảm kích với Dương Bách Xuyên. So với việc bị lão ma đầu luyện khóa thành nô lệ ma hồn, không ngừng phải chịu sự hành hạ và khống chế, vĩnh viễn không được siêu sinh thì một nhát kiếm thiêu đốt cho hồn phi phách tán của Dương Bách Xuyên chính là sự giải thoát cho bọn chúng. Dương Bách Xuyên chứng kiến những gương mặt nhẹ nhõm dần dần tiêu tan, hắn không khỏi cảm thấy xót lòng. Đây đều là những người bình thường, bọn chúng vốn không nên trở thành vật hy sinh trong đại chiến chính ma. Không biết từ lúc nào, đôi mắt Dương Bách Xuyên dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Nhìn những oán linh đang tiêu tan kia, hắn tự nhủ, xin lỗi. Dứt lời. Nước mắt hắn tuôn đầy mặt, hắn là tu chân giả nhưng lại không thể cứu được đối phương, trái lại còn phải ra tay để khiến họ hồn phi phách tán. Nếu các ngươi ở trên trời có linh, Dương Bách Xuyên ta xin thề, hôm nay nhất định sẽ tiêu diệt ma đầu để bái tế các ngươi. Giết! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.